Bí thư trùng sinh, vương tử quân. chương 455, tên đã lên dây không thể không bắn. Tuy tối hôm qua uống khá nhiều rượu nhưng tâm tình của nhâm sương bình hôm nay là rất tốt. Hắn ngồi trong phòng làm việc nghĩ về tình huống tối qua, khóe miệng lộ ra nụ cười. Tâm tình của hắn rất tốt, hắn cảm thấy công tác rất thuận tay. Những phần công việc mà trước kia phải cần nửa giờ mới xong, bây giờ chỉ mất một phút đã hoàn thành rồi. Con người gặp chuyện vui thì tinh thần cũng sảng khoái vui sướng, hắn thầm suy tư về việc này, thế là rút ra một điếu thuốc, châm lửa hít khói thả xương. Chủ tịch Nhâm, Chủ tịch Vương đến. Thư ký khẽ gõ cửa đi vào báo cáo với Nhâm Sương Bình. Mời Chủ tịch Vương vào. Nhâm Sương Bình nghe nói Vương Tử Quân đến tìm mình thì rụi tàn thuốc, sau đó hắn đứng lên cười ha hả đi ra cửa nghênh đón Vương Tử Quân. Tử Quân, mời ngồi, mời ngồi, tôi đang định đi tìm anh tâm sự, lúc này anh lại đến đây xem ra hai chúng ta thật sự là tâm hữu linh tê nhâm sương bình vừa kéo vương tử quân đến bên cạnh ghế sa lông vừa cười ha hả nói vương tử quân nghe được vài chữ tâm hữu linh tê thì nhíu mày một cái nhưng hắn đến đây cũng không phải suy xét từng chữ phát ra từ miệng nhâm sương bình thế cho nên nhanh chóng vứt bỏ những ý nghĩ vừa rồi ra sau đầu chủ tịch nhâm đây là bản thiết kế cho phương án xây dựng khu dân cư bằng hộ anh xem trước đi sau khi Hàn Huyên thêm vài câu với Nhâm Sương Bình, Vương Tử Quân mở một phần tư liệu trong tay ra đặt trước mặt Nhâm Sương Bình. Nhâm Sương Bình mở bản thiết kế ra, một con đường dành cho người đi bộ hiện ra ngay trước mắt, hai bên đường là những trung tâm mua sắm sầm uất, tạo nên một cách điệu cực kỳ phối hợp với con đường. Rất tốt, con đường này được thiết kế rất tốt. Phải nói là bản thiết kế này làm cho Nhâm Sương Bình sinh ra cảm giác kinh ngạc, nhưng quan trường thật sự không thể nào suy luận theo lý lẽ thông thường rèn sắt được hay không phải nhìn vào lực lượng bản thân. Nhâm Sương bình thầm nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn phải nhìn chăm chú vào bản thiết kế rồi mới thu hồi ánh mắt nói. Chủ tịch Vương, anh cái gì cũng tốt nhưng có một điều tôi cần phải phê bình đó chính là làm công tác không nên gấp, công tác khẩn cấp cũng phải kết hợp với nghỉ ngơi, mới được bao lâu mà anh đã cho ra bản thiết kế này rồi. Chủ tịch Vương, sức khỏe chính là tiền vốn của cách mạng, anh cũng ngàn vạn lần không nên gắng sức như vậy. Nhâm Sương Bình nói thật sự rất chân tình, Vương Tử Quân nghe xong thì cố gắng chuyển hết cảm giác của mình lên vẻ mặt, hắn nói vài câu cảm tạ rồi cười hỏi. Chủ tịch Nhâm, ngài cảm thấy bản thiết kế đơn giản này có được hội nghị thường ủy thông qua hay không? Tất nhiên có thể sử dụng bản thiết kế này, tôi cảm thấy nó rất trực quan, nhất định là có thể đả động đến bí thư tiết và các vị thường ủy. Chưa nói đến những thứ khác, với độ tuổi của tôi nhìn vào bản thiết kế này cũng sinh ra cảm giác xúc động muốn đi vào thăm thú nụ cười của Nhâm Sương Bình càng thêm sáng lạn, thật sự làm cho người ta cảm thấy tin phục. Audio điện tử võ tấn bền Trên mặt vương tử quân cũng treo nụ cười sáng lạn, hắn đẩy bản vẽ đã chuẩn bị sẵn đến trước mặt Nhâm Sương Bình rồi nói. Chủ tịch Nhâm, ngài tán thành bản thiết kế này làm tôi cảm thấy rất thoải mái, cũng thả lỏng tinh thần hơn. Vừa rồi tôi đưa bản thiết kế này đến cũng thật sự rất lo lắng, chỉ sợ phụ lòng hy vọng của ngài nhâm sương bình biết vương tử quân nói những lời khách sáo cũng không tính là nịnh hót thế nhưng trong lòng vẫn rất thoải mái nhưng nếu so với nịnh hót thì hắn càng thoải mái hơn vì vương tử quân đã hao tốn khá nhiều tâm tư mói cho ra một bản thiết kế khá tốt như vậy nhưng cuối cùng cũng sẽ bị hội nghị thường ủy coi là giấy lộn mà thôi có lẽ đến lúc đó phó chủ tịch thường vụ vương tử quân đang cực kỳ hăng hái sẽ bừng tỉnh muốn nổi tiếng và chiến thắng cũng không phải là dễ dàng như vậy đến lúc đó có lẽ vương tử quân này sẽ rất đau đớn khổ sở cũng không biết có thể cười như bây giờ nữa không chủ tịch tử quân anh quá khách khí rồi con người của tôi cũng không có yêu cầu quá nghiêm khắc ở phương diện này nhâm sương bình khoát tay áo hắn lên tiếng ứng phó với vương tử quân thật sự quá tốt chủ tịch nhâm nếu ngài đã tán thành sắp xếp này trước tiên tôi đặt bản thiết kế này ở đây vương tử quân nói rồi cuốn bản vẽ thiết kế lại đặt bản thiết kế trong phòng mình Nhâm Sương Bình nghe được những lời của Vương Tử Quân thì vẻ mặt có hơi khựng lại, trong lòng thầm nghĩ Vương Tử Quân đang muốn chơi trò gì. Chẳng lẽ muốn sao chép bản thiết kế này thành nhiều phần sao? Khi Nhâm Sương Bình còn đang tỏ ra trần trừ thì Vương Tử Quân đã nói tiếp. Tuy trung tâm thương mại và con đường dành cho người đi bộ này có một chút lời đề nghị của tôi, thế nhưng phương án đã được hội nghị văn phòng chủ tịch thông qua, nó sẽ không thể nào không liên quan đến tình huống chủ tịch Nhâm gật đầu tán thành nếu không phải là chủ tịch nhâm lên tiếng tán thành, sợ rằng quy hoạch này cũng sẽ khó thể nào được hội nghị văn phòng chủ tịch thông qua như thế. Vì vậy công thần lớn nhất của sự kiện phương án cải tạo khu dân cư bằng hộ thành trung tâm thương mại và đường dành cho người đi bộ chính là chủ tịch nhâm, nếu muốn phương án này cũng được hội nghị thường ủy thông qua và áp dụng, tôi cảm thấy chủ tịch nhâm cần phải lên ngựa vung roi. Hội nghị văn phòng chủ tịch chúng ta đã thông qua phương án này, vì vậy đến lúc đó chủ tịch sẽ là người nói ra phương án ở hội nghị thường ủy, như vậy cũng biểu hiện rõ sự quan tâm của chúng ta với phương án này. Nhâm Sương Bình không khỏi nhíu mày, hắn không ngờ tên khốn vương tử quân lại chạy đến chỗ mình chọc tổ ong vào vẽ, ép mình phải lên tiếng nói ra phương án của vương tử quân trên hội nghị thường ủy. Nhưng tên đã lên dây cũng không thể không bắn, dù chính mình có bất kỳ tính toán nào với phương án này, hắn cũng căn bản không thể nào chối bỏ tình huống phương án được hội nghị văn phòng chủ tịch thông qua. Nếu Nhâm Sương Bình cố ý không nói thì sao? Lời này nghĩ trong đầu thì có thể, nhưng dù thế nào cũng không thể nói ra khỏi miệng. Trước đó mình từng nói sẽ lên tiếng giúp đỡ phương án của Vương Tử Quân trong hội nghị thường ủy, vừa rồi chính mình còn cho ra những đánh giá cực kỳ tích cực với phương án này, bây giờ lại mở miệng phủ quyết, như vậy thì còn gì là lãnh đạo, rõ ràng là một kẻ lươn lẹo thay đổi xoành xoạch. Sau một lúc đấu tranh tâm lý, Nhâm Sương Bình cảm thấy mình căn bản không thể nói nửa lời phản đối. Chủ tịch Tử Quân, chuyện này nên để anh lên tiếng thì hay hơn. Dù sao đây cũng là phương án mà anh hao tổn rất nhiều tâm tư, nếu tôi lại là người mở miệng trên hội nghị thường ủy, mọi người lại nói tôi buôn chuyện, không phải mua danh chuộc tiếng sao. Nhâm Sương Bình suy nghĩ rất nhanh, hắn nói một câu thể hiện rõ ý nghĩ của mình. Vương Tử Quân vẫn cẩn thận lắng nghe lời của Nhâm Sương Bình, khi thấy Chủ tịch Nhâm ra sức từ chối thì nghiêm mặt nói. Chủ tịch Nhâm, ngài không cần nói như vậy, ngài là Chủ tịch thành phố, là lãnh đạo đứng đầu khối chính quyền, tôi chỉ là một phó chủ tịch, anh nói xem, có bất kỳ hạng mục nào của khối chính quyền chúng ta mà không nằm dưới sự chỉ huy của ngài. Mặt khác tôi cảm thấy bầu không khí đeo kính nhìn trời ở thành phố chúng ta đang rất nghiêm trọng, điều này nói rõ chúng ta cần phải chọn biện pháp, phải đánh tan những luồng gió chướng này. Bây giờ là lúc thể hiện tốt nhất, ngài sẽ đường đường chính chính nói ra ở hội nghị thường ủy, để cho đám người chưa ăn nho nói nho chua một đòn đả kích nặng nề. Vương Tử Quân nói vô cùng chính đáng và đường hoàng, nụ cười trên mặt Nhâm Sương Bình vẫn không thay đổi nhưng trong lòng liên tục kêu khổ. Vương Tử Quân nói rất đạo mạo, giống như đang cực kỳ cố gắng bảo trì quyền uy của một vị chủ tịch thành phố như hắn. Nhưng hắn lại biết sắp xếp theo kiểu của Vương Tử Quân rất không hay, chính mình sẽ bị đưa vào trong cái bẫy được dự báo trước. Nhưng Vương Tử Quân nói những lời quá chính đáng và nghĩa khí, Nhâm Sương Bình căn bản là khó thể tiếp lời được. Nhưng nếu phải nhận lấy củ khoai lang phòng tay kia, Nhâm Sương Bình cũng bực bội đến mức phải chửi chó má. Tuy hắn đã biểu hiện rõ ý nghĩ của mình với những người tương quan, thế nhưng nếu đứng trong hội nghị thường ủy nói ra phương án của Vương Tử Quân và lại không được thông qua, như vậy cũng cực kỳ mất mặt. Những người biết chuyện sẽ chẳng có vấn đề, đáng sợ là những người chẳng biết gì, bọn họ sẽ nói này nọ làm phát sinh những tin đồn không hay. Nhâm Sương Bình nhìn gương mặt bình thản và vui vẻ cũng không kém nghiêm túc của Vương Tử Quân, hắn đành phải siết chặt nắm đấm. Chủ tịch Nhâm, cánh tay của ngài làm sao vậy? Vương Tử Quân nhìn cánh tay hơi run rẩy của Nhâm Sương Bình, thế là dùng giọng quan tâm hỏi. "Không có gì, chỉ là bệnh cơ vai tái phát mà thôi." Nhâm Sương Bình vừa dùng tay quẹt miệng vừa kiếm cớ che giấu. "Ôi, chủ tịch Nhâm, bệnh này cũng không phải là ngoài da, mỗi lần tái phát sẽ rất đau, rất khó chịu." Dù công tác của khối chính quyền không thể nào thoát ly khỏi sự lãnh đạo của anh, thế nhưng anh cũng không nên quá gắng gượng cần kiểm tra cho tốt sau đó uống thuốc điều độ kết hợp nghỉ ngơi cho khỏe vương tử quân dùng lời quan tâm nói với nhâm sương bình cơ thể nhâm sương bình càng có thêm chút run rẩy cũng may hắn là một vị lãnh đạo cực kỳ trưởng thành chính trị hắn cố gắng áp chế cảm giác không thoải mái trong lòng chỉ dùng giọng hời hợt nói À, cảm ơn chủ tịch vương đã quan tâm tôi biết rồi anh cứ để bản thiết kế này ở lại chỗ tôi đi vâng chủ tịch nhâm nhưng ngài cũng đừng nên như vậy cần phải kiểm tra sức khỏe thì cứ nên đi ngay. Có ngài dẫn đầu thì đám phó chủ tịch chúng tôi cũng giảm bớt áp lực công tác, ngài nghĩ mà xem, có một chiến sĩ công tác hăng hái như ngài đi đầu, chúng tôi nào dám lười biếng. Có lẽ sau này mọi người cần phải học tập theo ngài, phải liều mạng công tác. Ngài nghỉ ngơi một chút cho khỏe, như vậy đám người chúng tôi mới có thể tiếp tục theo chân anh thúc đẩy thành phố đông bộ phát triển. Vương tử quân dùng ánh mắt thành khẩn nhìn nhâm sương bình, biểu hiện của hắn cũng không khỏi làm cho nhâm xương bình sinh ra ảo giác, giống như hắn đã biến thành một ông lão đang thở hồng hộc, thật sự sắp rời xa nhân thế vậy. Vương tử quân rời khỏi phòng làm việc của nhâm xương bình và có chút cảm giác buồn cười. Dù chút thủ đoạn này của hắn chỉ có tác dụng tu bổ trong hội nghị thường ủy thị ủy, thế nhưng ít nhất thì sự kiện này bị ném vào tay nhâm xương bình, cũng kéo nhâm xương bình vào bầu một phiếu cho vương tử quân, đây mới chính là điều làm cho nhâm xương bình cảm thấy khó chịu nhất. Vương Tử Quân về văn phòng với nụ cười tươi giói trên môi, hắn vừa ngồi xuống thì Lý Cẩm Hồ đi vào. Bây giờ Lý Cẩm Hồ đã từng bước tiếp xúc với các đơn vị ban ngành mà Vương Tử Quân được phân công quản lý, những chuyện nhỏ nhặt cũng không cần Vương Tử Quân phải quan tâm. Chủ tịch Vương, thế nào rồi? Lý Cẩm Hồ cũng không khách sáo với Vương Tử Quân, sau khi được Vương Tử Quân tỏ ý cho ngồi xuống thì dùng giọng không chờ đợi được hỏi. Vương Tử Quân ném cho Lý Cẩm Hồ một điếu thuốc, sau đó hắn cười híp mắt nói. Chủ tịch Nhâm đã đồng ý lên tiếng đề xuất phương án của tôi cho hội nghị thường ủy. Ha ha, vậy thì vẻ mặt của chủ tịch Nhâm chắc chắn là rất đặc sắc. Lý Cẩm Hồ dù chưa từng liên hệ với chủ tịch Nhâm, thế nhưng hắn cũng có chút nghiên cứu về tính cách của chủ tịch Nhâm Sương Bình. Hắn biết rõ thái độ của Nhâm Sương Bình, nào không đoán được vị chủ tịch kia đang một ngạt thế nào. Vương Tử Quân chỉ cười cười mà không nói gì thêm, khi hai người đang nói chuyện vui vẻ thì Triệu Quốc Lương từ bên ngoài chạy vào nói. Chủ tịch Phương vừa rồi có tin tức truyền đến, nói rằng hôm nay Bí Thư Tiết đến tham gia hội nghị của mặt trận Tổ quốc thành phố, khi đó Tổng Giám đốc Đỗ Gia Hào của Tập đoàn Cảnh Lam đã lên tiếng muốn xây dựng một khách sạn 5 sao. Nghe nói Bí Thư Tiết rất giúp đỡ hạng mục khách sạn 5 sao này, đồng thời cũng lên tiếng với Tập đoàn Cảnh Lam, nhất định sẽ cho ra giúp đỡ to lớn. Lý Cẩm Hồ vừa rồi còn cười tươi nhưng bây giờ đã trở nên âm trầm hắn biết rõ tuy Đỗ Gia Hào tuy không nói xây dựng khách sạn 5 sao ở chỗ nào thế nhưng Tiết Diệu Tiến tỏ thái độ như vậy lại ảnh hưởng đến rất nhiều người, đặc biệt là đám thường ủy thị ủy luôn theo sát bí thư Tiết. Đám thường ủy thị ủy kia sẽ phải xem xét lại thái độ của mình ở sự kiện này, sau đó đứng vững trên lập trường của mình. Khoảnh khắc này Lý Cẩm Hồ chợt cảm thấy mình và Vương Tử Quân mất bao nhiêu công sức mới chói nhâm xương bình lên chiếc xe chiến thắng là không công, vì bọn họ biết lực ảnh hưởng của Tiết Diệu Tiến, thế cho nên cũng không khỏi sinh ra cảm giác bất lực. Tên đã bắn ra khó thể quay đầu, cầm hồ, sự việc đã đến nước này, chúng ta cũng chỉ có thể cứng tay đối chọi một lần mà thôi. Vương tử quân mở mắt ra sau vài phút nhắm mắt suy ngẫm, bàn tay vỗ mạnh lên mặt bàn. Chào Chủ tịch Vương, Thường ủy Thị ủy, trưởng phòng tuyên truyền thành phố Đông Bộ Triệu Thúy Bình là một người phụ nữ làm cho người ta nhìn vào cảm thấy cực kỳ nhã nhặn. Tuy đã gần 50 nhưng mặc một bộ trang phục công sở lại bừng bừng sức sống và trẻ hơn tuổi thật, nhìn qua cứ ngỡ mới 40. Lúc này Triệu Thúy Bình nhìn vị phó chủ tịch thường vụ ngồi trước mặt mình rồi khẽ nói: "Tôi thật sự chưa từng cẩn thận suy xét về vấn đề cải tạo khu dân cư bằng hộ, cũng không phải nói tôi không chịu trách nhiệm, vấn đề là nó không nằm trong phạm vi chuyên nghiệp của tôi, tôi cảm thấy chuyện này nên để cho chuyên gia lên tiếng thì hay hơn." Vương Tử Quân ngồi tự đắc uống trà trong phòng làm việc của Triệu Thúy Bình, mà phản ứng của trưởng phòng Triệu cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn. Tuy trưởng phòng Triệu là người xưa nay luôn đi độc hành trong thành phố đông bộ, nhưng điều này cũng không có nghĩa rằng hắn với độ tuổi của mình có thể thuyết phục vị thường ủy thị ủy này tiến vào tình huống nguy hiểm, nàng sẽ không vì làm việc nghĩa không chùn bước mà đứng sang hàng ngũ bên mình. Chương 456, chỗ dựa trước mắt, suy nghĩ lâu dài. Vương Tử Quân cũng không nắm chắc thuyết phục được Triệu Thúy Bình, nhưng dù không nắm chắc thì hắn cũng phải đến thử một lần chứ trưởng phòng triệu nói rất đúng, phương diện cải tạo khu dân cư bằng hộ thì chúng tôi cần phải nghe ý kiến của chuyên gia, còn phải trưng cầu ý kiến dân chúng. Dù sao lần này cải tạo khu dân cư bằng hộ thì những hộ dân sống trong khu vực này mới là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Triệu Thúy Bình thừa nhận luận điệu này của Vương Tử Quân, nhưng nó cũng không có nghĩa rằng nàng sẽ khư khư cố chấp giúp đỡ cho Vương Tử Quân dưới tình huống bí thư tiết diệu tiến đã lên tiếng sẽ giúp đỡ tập đoàn cảnh Lam xây dựng khách sạn 5 sao. Triệu Thúy Bình không muốn bày tỏ thái độ, nàng hạ quyết tâm như vậy, quyết định đối mặt với Vương Tử Quân, lúc này nghe Vương Tử Quân lên tiếng chỉ khẽ mỉm cười mà thôi. Trường phòng Triệu, tôi cảm thấy phòng tuyên truyền phải phát huy tác dụng ở phương diện công tác này. Các vị có thể thông qua đài, TV, báo chí để phản ánh tiếng lòng của quần chúng, như vậy cũng xem như cung cấp lực lượng cho chúng ta đưa ra quyết sách phù hợp. Vương Tử Quân cũng không vội vã yêu cầu Triệu Thúy Bình bày tỏ thái độ, Hắn sở dĩ đến đây gặp đối phương cũng là vì nhìn chúng tác dụng to lớn của công tác tuyên truyền, làm cho nhiều người quan tâm đến sự kiện cải tạo khu dân cư bằng hộ. Như vậy số người giúp đỡ cho phương án của hắn sẽ càng nhiều hơn, có thể tăng thêm lực lượng cho hắn. Triệu Thúy Bình lúc này cũng hiểu rõ tính toán của Vương Tử Quân, trong lòng thầm thở dài một hơi, cũng thầm mắng Vương Tử Quân xảo quyệt. Người này đến cũng đâu phải vì muốn tranh thủ một phiếu của mình. Đối phương lượn một vòng tròn như vậy cũng chỉ muốn mình tuyên truyền sự việc này mà thôi. Triệu Thúy Bình nhìn vào hai mắt bình tĩnh của Vương Tử Quân rồi thở dài, tuy nàng không muốn tham dự vào tình huống tranh chấp này, thế nhưng Vương Tử Quân đã nói như vậy thì nàng cũng không thể không biểu hiện thái độ. Hơn nữa tuyên truyền cho công tác của khối chính quyền thành phố cũng là chức trách của phòng tuyên truyền thị ủy. Chủ tịch Vương, tôi đồng ý với ý kiến của anh, cải tạo khu dân cư bằng hộ chính là hạng mục nặng nề của chúng ta trong năm nay phòng tuyên truyền sẽ cố gắng công tác, sẽ tạo thế tuyên truyền, sẽ cống hiến cho quyết sách của khối chính quyền thành phố. Triệu Thúy Bình nói rất bài bản, nếu nhìn vào thái độ công tác nghiêm túc cẩn thận của nàng, ai cũng thấy rõ đây là một người cực kỳ khéo đưa đẩy. Tất nhiên Vương Tử Quân sẽ hiểu ý của Triệu Thúy Bình, nàng đang đi đường vòng nói cho hắn biết, nếu anh muốn đẩy mạnh tuyên truyền về ý kiến của nhân dân với công tác cải tạo khu dân cư bằng hộ thì tôi sẽ phối hợp thế nhưng tôi lại không cho anh bất kỳ hứa hẹn gì vào lúc hội nghị thường ủy mở ra. Dù kết quả lúc này thật sự có chút chênh lệch so với những gì đặt ra trước khi đến, thế nhưng cũng có một phần hiệu quả, Vương Tử Quân cũng coi như vậy là đủ. Hắn nói thêm vài câu với Triệu Thúy Bình rồi rời đi. Chuyện được lấy tại tiuyenfull.vn Triệu Thúy Bình tiến Vương Tử Quân ra đến ngoài cửa, sau đó nàng mới quay về phòng làm việc của mình. Lúc này thư ký Lưu Truyền Thụy đã nhanh nhẹn thu dọn những dụng cụ uống trà trên bàn, Triệu Thúy Bình là một vị thường ủy thích sạch sẽ, cho dù nàng không phân phó thì thư ký Lưu Truyền Thụy vẫn rất thông minh nhanh nhạy, sẽ luôn thu dọn phòng làm việc của nàng thật sự sạch sẽ. Trường phòng Triệu, chủ tịch phương kia thật sự còn quá trẻ, vừa rồi anh ấy đi vào tôi còn chưa kịp phản ứng, còn tưởng rằng một viên cán bộ văn phòng khối chính quyền thành phố đến đây có việc. Lưu Truyền Thụy đã đi theo trưởng phòng Triệu Thúy Bình được 2 năm, nhà đầu này bình thường rất linh hoạt, gọn gàng, sạch sẽ, là phong cách mà Triệu Thúy Bình rất thích, thế cho nên lúc này nói chuyện cũng không thèm che đậy miệng. Triệu Thúy Bình thấy rõ ánh mắt khâm phục và tán thưởng của Lưu Truyền Thụy, nhưng nàng cũng không phê bình thư ký của mình, thậm chí còn tỏ ra dung túng. Nàng thật sự là một thường ủy thị ủy, trước mắt nhiều người thì nàng là một tồn tại cao vời khó với tới, không nể mặt cũng phải nể mũi, thế nhưng có một sự thật không thể thay đổi, nàng còn là một người phụ nữ, nhiều khi một người phụ nữ cũng cần tìm một người ở bên cạnh để lên tiếng, nếu không sẽ rất buồn chán. Triệu Thúy Bình nghe thấy Lưu Truyền Thụy nói như vậy thì cười ha hả nói. Chủ tịch Vương vừa trẻ lại vừa đẹp trai, nếu không phải là đồng sự với nhau thì tôi cũng sẽ sinh ra sai lầm như vậy. Trường phòng Triệu, gần đây trong khu văn phòng thị ủy có tin đồn chủ tịch Vương là châu chấu đá xe, không biết lượng sức. Châu chấu đá xe, tịnh tịnh, những lời này em chỉ nên nói ở chỗ này rồi dừng lại, ít nhất em cũng phải nhớ kỹ, cần phải giữ mồm giữ miệng, không được phép tạo ra tin đồn không hay. Triệu Thúy Bình rất ít khi nói ra những lời nghiêm túc như vậy, điều này làm cho Lưu Truyền Thụy vốn cảm thấy đây là một việc nhỏ chợt xứng sốt, sau đó mới dùng giọng đảm bảo nói. Trường phòng Triệu cứ yên tâm, em sẽ tuyệt đối không nói bậy. Triệu Thúy Bình nhìn bộ dạng kinh sợ của Lưu Truyền Thụy, nàng muốn cười một cái nhưng trong lòng không tự chủ được nghĩ, chủ tịch vương kia có bao nhiêu phần thắng, không phải là châu chấu đá xe sao. Điều này Triệu Thúy Bình không dám cho ra phán đoán, nhưng có một vấn đề nàng hiểu rõ ràng, đó là dù sự kiện lần này có thành công hay không, vị phó chủ tịch thường vụ có vị trí trước nàng trong thường ủy thị ủy cũng sẽ tìm được vị trí xứng đáng của mình. Triệu Thúy Bình thật sự cảm khái, Vương Tử Quân cũng không hiểu rõ điều này, bây giờ hắn đang ngồi trong phòng làm việc của chính ủy phân khu thành phố Đông Bộ đường Hồng Vĩ, đang nói chuyện với chính ủy đường Hồng Vĩ về vấn đề cải tạo hoa khu dân cư bằng hộ. Chủ tịch Vương, tôi không hiểu nhiều về tình hình địa phương, lát nữa tôi còn phải đi họp. Đường Hồng Vĩ có cơ thể cao lớn, mặc trên người bộ quân trang làm cho người ta sinh ra cảm giác cao chót phót. Sau khi Vương Tử Quân nói rõ ý nghĩ của mình thì đường Hồng Vĩ dùng giọng khó xử nói. Chính ủy đường gần đây không tham gia sự vụ địa phương, điều này tôi biết rất rõ, thế nhưng sự việc cải tạo khu dân cư bằng hộ lại rất quan trọng ngài là một thường ủy thị ủy dù ngài không vì gì khác nhưng ít nhất cũng phải lo lắng một chút đến các hộ dân phải chịu cảnh giải tỏa di rời chứ phương tử quân đưa mắt nhìn đường hồng vĩ rồi nói ra từng chữ rất rõ ràng đường hồng vĩ ngồi trên ghế sa lông cực kỳ đoan chính hai con người nhìn trầm trầm vào hai mắt phương tử quân lúc này mới nói khách sạn năm sao hay trung tâm thương mại đều có thể xúc tiến sự phát triển của thành phố đông bộ còn phương diện giải tỏa nhà dân, tôi cảm thấy xe đến núi thì sẽ có đường, bí thư tiết chắc chắn sẽ có thể cho ra phương án ổn thỏa để thu xếp cho nhân dân bị di rời giải tỏa. Tôi cũng rất tin tưởng vào điều này, thế nhưng dựa theo chính sách hiện hành của chúng ta, chỉ sợ các hộ dân thuộc diện giải tỏa nhận tiền đề bù sẽ khó thể nào mua được một căn nhà nhỏ ở bên ngoài. Vương Tử Quân cũng không nhường đường Hồng Vĩ, hắn nói ra ý kiến của mình. Đường Hồng Vĩ nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân rồi trở nên trầm mặc. Hiện tượng xuống cấp trầm trọng ở khu dân cư bằng hộ đã ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân, có không ít cư dân thông qua nhiều phương pháp để phản ánh với chính quyền. Năm nay, Đảng ủy Chính quyền thành phố Đông Bộ hạ quyết tâm lớn, nhất quyết tiến hành cải tạo khu dân cư bằng hộ. Khu dân cư này thật sự đã khá xuống cấp, các căn hộ bị thẩm thấu nước, tường bong chóc, khoảng cách giữa các căn hộ chỉ là 1 mét, người ra vào chen chúc. Một nữ phóng viên đi trên đường khu dân cư bằng hộ, vì không để ý mà dẫm chân vào một bãi nước đen, đám người đi theo cầm camera cũng thật sự bị mùi hôi thối làm cho mất đi chi giác. Ông cụ, ngài đã ở đây được bao nhiêu năm rồi? Nữ phóng viên đưa micro về phía ông ông lão. Hơn 20 năm, ông lão đưa ra hai ngón tay rồi cười ha hả nói. Vậy ngài cảm thấy có nên cải tạo lại khu này không? Phải cải tạo từ sớm mới đúng, mùa đông thì còn đỡ, đến mùa xuân và mùa hạ thì thật sự là hôi thối khó chịu được, rồi mũi thành đàn, cực kỳ khó chịu và chán ghét. Ông lão nói đến đây thì dừng lại nói. Nhưng này đồng chí phóng viên, chúng tôi hoan nghênh chính quyền thành phố cải tạo khu này, nhưng chúng tôi lại có phản ánh về phương án đền bù giải tỏa của chính quyền. Tiết Diệu Tiến ngồi trong phòng làm việc nhìn hình ảnh trên TV, vẻ mặt không thấy rõ là vui hay buồn. Sau khi hết bản tin thì hắn dùng điều khiển từ xa tắt TV, Trương Hiểu Đông lúc này đang đứng cung kính ở phía sau. Tiết mục này của phòng thông tin truyền thông là rất hay. Tiết Diệu Tiến đứng lên khỏi ghế rồi thản nhiên nói. Trương Hiểu Đông tiến lên châm trà cho Tiết Diệu Tiến rồi khẽ cười nói. Bí thư Tiết, Tiết mục được chiếu ra vào thời điểm này có phải quá nhạy cảm không? Tiết mục này rất kịp thời. Tiết Diệu Tiến khoát tay áo dùng giọng bình tĩnh nói. Tiết mục rất kịp thời. Trương Hiểu Đông cố gắng nhai nuốt ý nghĩa lời nói của lãnh đạo, sau khi đi theo lãnh đạo đi ra phòng làm việc ở gian ngoài thì hắn mới cân nhắc rồi nói. Bí thư tiết, tôi nghe nói hai ngày qua vì vấn đề cải tạo khu dân cư bằng hộ mà Chủ tịch Vương đã tìm đến nói chuyện với nhiều vị thường ủy thị ủy. Sao? Ánh mắt tiết diệu tiến chợt lóe lên giống như còn chưa nghe rõ. Hắn vẫn ung dung bình tĩnh ngồi trước bàn làm việc của mình, thế nhưng Trương Hiểu Đông là người hiểu rõ về lãnh đạo, lãnh đạo tuy không nói một lời nhưng thật ra trong lòng sẽ không bình tĩnh như những biểu hiện bên ngoài. Bí thư tiết, xem ra chủ tịch vương thật sự rất cố chấp với phương án của mình. Trương Hiểu đồng nghĩ đến tình huống tối qua có người đến tận cửa tìm mình, thế là hắn có chút do dự, sau đó nói ra lời thật lòng. Một người làm thư ký đôi khi cũng phải bày mưu nghĩ kế cho lãnh đạo, phải nắm bắt tốt manh mối cho lãnh đạo, sau đó cho tất cả bày ra trước mắt lãnh đạo thì cho ra một phán đoán phù hợp. Cố chấp là tốt, không không biết cậu ấy có đến bàn với tôi về vấn đề này không." Tiết Diệu Tiến cầm lấy một phần văn kiện trên bàn làm việc rồi thản nhiên nói. Trương Hiểu Đông cũng không mở miệng, hắn đã nói một câu quan trọng nhất cho bí thư Tiết, cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Còn bí thư Tiết rốt cuộc có biến đổi thế nào, cho ra những chỉ thị gì, đó cũng không phải là thứ mà hắn có thể nắm bắt được, điều này hắn hiểu rất rõ. Nhưng Trương Hiểu Đông thầm nghĩ Vương Tử Quân sẽ không tìm đến bí thư Tiết Diệu Tiến. Nếu như không phải vì Bí thư Tiết đã tỏ thái độ với Đỗ Gia Hào, Vương Tử Quân cần gì phải đến tìm các vị thường ủy thị ủy, cần gì phải dự phòng sẵn sàng như vậy. Trương Hiểu Đông dâng trà cho Bí thư Tiết diệu tiến rồi nhanh chóng lui ra khỏi phòng, khi hắn rời khỏi phòng làm việc của bí thư thì chợt phát hiện một người đang đứng trong phòng thư ký của mình. Trương Hiểu Đông thấy có người thì không khỏi nhíu mày, khi hắn chuẩn bị mở miệng thì lại chợt sững sờ. Dù người đến đang nở nụ cười rất tươi, thế nhưng khi nhìn gương mặt của đối phương, hắn biết đó là ai chủ tịch vương sao anh ta lại đến đây trương hiểu đông tuy cảm thấy cực kỳ nghi vấn thế nhưng hắn vẫn dùng giọng cung kính nói chào chủ tịch vương vương tử quân nhìn trương hiểu đông rồi cười nói hiểu đông vừa rồi tôi đã nhìn qua những quy chế ghi ở đây thế mới biết cậu là người cực kỳ cẩn thận cậu là một người cẩn thận trương hiểu đông hiểu rõ ý nghĩ của vương tử quân thế là không hiểu vì sao lại sinh ra cảm giác tri âm nhưng hắn cũng không biểu hiện ra bên ngoài. Bí thư tiết từng nói, chưa thể nói rõ ràng thì căn bản sẽ khó thể tạo ra thành tích, tất cả thông minh và tài trí của mình cũng đều từ trong những quy chế kia phát huy ra. Chủ tịch Vương, tôi căn bản chỉ là làm cho vui, tự mày mò mà thôi, chỉ muốn nhắc nhở mình không được phạm sai lầm. Trương Hiểu Đông nở nụ cười khiêm tốn, chuẩn bị cầm bình rót trà cho Vương Tử Quân. Không cần đâu, Hiểu Đông, bí thư tiết có bận rộn gì không? vương tử quân khoát tay để trương hiểu đông khỏi cần châm trà sau đó khẽ nói trương hiểu đông lúc này mới phát hiện trong tay vương tử quân là một bản thiết kế hắn nhìn bản thiết kế trong tay vương tử quân mà không khỏi sững sờ trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ bí thư vương thật sự muốn thuyết phục bí thư tiết sao bí thư tiết đang ở trong phòng làm việc trương hiểu đông cũng không trả lời thẳng vấn đề của vương tử quân hắn nói một câu lập lờ nước đôi vương tử quân khẽ gật đầu nói tôi phải vào quấy giày bí thư tiết vài phút mới được. Vương tử quân nói rồi đi về phía cửa phòng làm việc của bí thư tiết diệu tiến. Hắn sao không hiểu rõ chút tâm tư của Trương Hiểu Đông, nhưng càng hiểu rõ thì hắn càng kinh thường chấp nhất với vị thư ký đệ nhất của văn phòng thị ủy này. Trương Hiểu Đông thấy Vương Tử Quân trực tiếp đi về phía cửa phòng làm việc của bí thư tiết diệu tiến thì Trương Hiểu Đông chợt sướng sờ, lúc này hắn mới chợt nhớ đến thân phận của Chủ tịch Vương. Người này là thường ủy thị ủy, là phó chủ tịch thường vụ, dù cấp bậc so ra kém bí thư thị ủy, thế nhưng cũng là một tồn tại mà bí thư thị ủy phải đưa mắt nhìn. Còn chính mình thì sao? Tuy đối phương đến và tỏ ra rất tôn trọng mình, nhưng đó là vì nể mặt bí thư tiết mà thôi, dù mình có mạnh mẽ thế nào cũng chỉ là cáo mượn oai hùng mà thôi. Vương Tử Quân là một người hùng mạnh, tự thân là một người hùng mạnh. Vị phó chủ tịch thường vụ còn trẻ tuổi hơn cả trương hiểu đông này cực kỳ có năng lực, lực lượng và sức mạnh của Vương Tử Quân nằm ở chính vị trí của mình. Tuy Trương Hiểu Đông cảm thấy không dễ chịu nhưng vẫn nhanh chóng tiến lên cùng đi với Vương Tử Quân đến cửa phòng làm việc của Bí Thư Tiết. Bí Thư Tiết, tôi đến quấy giày anh vài phút. Khi Trương Hiểu Đông đẩy cửa phòng làm việc của Bí Thư Tiết Diệu Tiến, Vương Tử Quân cười ha hả rồi nhanh chóng đi về phía Bí Thư Tiết lúc này đang đọc văn kiện. Tiết Diệu Tiến thấy Vương Tử Quân đi vào thì cũng đứng lên nói. Chủ tịch Tử Quân, anh quá khách khí rồi, nếu có thời gian rảnh thì nên đến phòng tôi nhiều hơn, Phòng làm việc của Tiết Diệu Tiến khá rộng, hắn đưa tay mời Vương Tử Quân, sau đó cùng ngồi ghé xa lông ở bên cạnh Vương Tử Quân. Trương Hiểu Đông rót trà cho hai vị lãnh đạo, hắn nhìn Tiết Diệu Tiến và Vương Tử Quân ngồi ở hai bên, hắn chợt sướng sờ, thế là chút nước nóng văng lên tay. Tiết Diệu Tiến là một vị bí thư thị ủy cực kỳ cường thế, không phải các vị thường ủy thị ủy đến phòng đều cho ra biểu hiện như vậy. Bí thư Tiết Diệu Tiến có thể cùng ngồi bên cạnh và ngang hàng với Vương Tử Quân điều này chứng tỏ địa vị của chủ tịch vương trong mắt bí thư tiết chủ tịch tử quân chỗ này của tôi cũng không có trà ngon cũng chỉ có thể làm anh uất ức một chút tiết diệu tiến đợi trương hiểu đông rót trà xong thì nở nụ cười nói với vương tử quân vương tử quân khẽ gật đầu với trương hiểu đông rồi cười nói bí thư tiết anh đừng nói như vậy tôi nghe lại thấy giống như mình chiếm được tiện nghi lớn còn bày ra bộ dạng thiệt thòi trước đó bí thư bành khoản đãi trà ngon tôi nói rằng sẽ thường xuyên lui tới, kết quả là xuất hiện tình huống oái oăm, bây giờ đi đến gặp ai, lúc châm trà cũng nói những lời giống hệt như ngài vừa rồi. Ha ha ha, chủ tịch tử quân, nói vậy cũng không được. Tiểu Trương, xem xét một chút, để xem chúng ta còn bịch trà ngon nào không, đưa vào đây để tôi tặng cho chủ tịch vương. Tiết Diệu Tiến cười ha hả nhìn vương tử quân, bầu không khí nói chuyện giữa hai người đã tốt hơn rất nhiều. Vương tử quân thật sự chỉ mong có hiệu quả như vậy hắn là một người trưởng thành chính trị hắn càng hiểu rõ cái gì là lấy nhu thắng cương có đôi khi nói chuyện cũng không cần lớn tiếng chỉ cần có tác dụng là được tiết diệu tiến hiểu rõ ý nghĩ của vương tử quân nhưng hắn cũng không áp chế mà cứ để phát triển theo tự nhiên hắn hỏi những lời quan tâm đến cuộc sống của vương tử quân cũng nói nếu chủ tịch vương có gì cần thì tôi sẽ ra sức giúp đỡ đồng thời cũng nhắc lại chuyện cũ nếu em dâu muốn chuyển nghề như vậy muốn vào bất kỳ đơn vị ban ngành nào trong thành phố cũng được Vương tử quân thật sự bày ra biểu hiện giống như muốn rơi nước mắt vì sự quan tâm cấp dưới của lãnh đạo, điều này làm cho Trương Hiểu Đông đang tìm trà cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Thường thì bí thư tiết diệu tiến có biểu hiện rất lạnh lùng, nhưng hôm nay không hiểu vì sao lại tỏ ra rất nóng sốt với vương tử quân. Bí thư tiết, đây là bản thiết kế về phương án cải tạo hoa khu dân cư bằng hộ. Theo ý kiến của anh, chúng tôi cảm thấy nếu xây một trung tâm thương mại và vài con đường dành cho người đi bộ, như vậy chẳng những có thể cung cấp từ 4 đến 500 cửa hàng bán lẻ ở hai bên đường, hơn nữa còn giải quyết được vấn đề đền bù giải tỏa cho nhân dân, cũng có thể bán được thêm 1.000 căn hộ. Vương tử quân chậm rãi mở bản thiết kế ra rồi giới thiệu với Tiết Diệu Tiến. Tiết Diệu Tiến rất chăm chú lắng nghe những lời giới thiệu của Vương tử quân, sau khi xem xong bản thiết kế thì mới nói. Chủ tịch tử quân, ý tưởng này là không tồi, rất có thể giải quyết được vấn đề, nhưng nếu nhìn về phương diện lâu dài thì giống như có hơi kém so với phương án xây khách sạn 5 sao. Tiết Diệu Tiến nói rồi ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân, lúc này trong mắt hắn tràn đầy vẻ suy ngẫm. Vương Tử Quân biết rõ lúc này Tiết Diệu Tiến mới là người chủ chốt, chính mình đến phòng làm việc của bí thư Tiết Diệu Tiến có đạt được mục đích hay không, tất cả phải xem vào ứng đối của mình. Bí thư Tiết, tôi cũng biết xây dựng khách sạn 5 sao là không tệ, sẽ là một động lực cho thành phố đông bộ phát triển, Đồng thời khách sạn cũng làm tăng thể diện, tạo hình tượng cho thành phố chúng ta. Vương Tử Quân nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi nói. Tiết Diệu Tiến khẽ cười nhìn Vương Tử Quân, cũng không nổi giận vì lời nói của đối phương. Đối với loại người chìm nổi quan trường vài chục năm như hắn thì hầu như đã kiểm nghiệm qua vô số thủ đoạn, Vương Tử Quân dù không phản bác phương án xây dựng khách sạn năm sao, thế nhưng thủ đoạn cũng không có gì mới. Vương Tử Quân luôn đánh giá phản ứng của bí thư Tiết Thấy bí thư vẫn ngồi đó không nhúc nhích thì nói tiếp. Muốn xây dựng khách sạn 5 sao cũng không phải là vấn đề khó khăn gì, ngược lại tôi còn cảm thấy nếu xây dựng khách sạn 5 sao thì chỉ sợ lực cản còn ít hơn cả xây dựng trung tâm thương mại. Chỉ cần chúng ta có thể xử lý tốt công tác đền bù giải tỏa cho nhân dân, lo lắng cho cuộc sống của bọn họ sau này, như vậy cũng có thể xây dựng khách sạn 5 sao. Như vậy chúng ta có thể giảm bớt nhiều việc, cũng không cần đo đạc nhiều, thậm chí là các hợp đồng này nó cũng giảm xuống. Vương Tử Quân nói những lời rất có lý và tiết diệu tiến căn bản không dễ phản bác. Nhưng hắn cũng không quan tâm đến những vấn đề này mà thay đổi chủ đề. Nói như vậy là Chủ tịch Vương đồng ý với phương án xây dựng khách sạn 5 sao. Điều này tôi không phản đối, thế nhưng khi xây dựng khách sạn 5 sao, tôi đề nghị thành phố chúng ta nên cường hóa xây dựng phòng văn thư. Vương Tử Quân dùng giọng không mềm không cứng nói với Tiết Diệu Tiến. Bầu không khí vốn rất hòa hợp chợt trở, trở nên ngưng trệ, tăng cường xây dựng phòng văn thư, tiết diệu tiến nghe sao không hiểu cho được. Hắn nhìn nụ cười nhạt của vương tử quân, cũng không nói thêm điều gì khác. Vương tử quân rời khỏi phòng làm việc của tiết diệu tiến, tâm tình của hắn rất bình tĩnh. Tuy tiết diệu tiến không cho ra chút hứa hẹn nào, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng thoải mái. Chuyện này hắn đã cố gắng hết sức, sau đó lựa chọn thế nào sẽ là vấn đề của tiết diệu tiến. Chào Chủ tịch Vương, các nhân viên văn phòng khối chính quyền thành phố thấy Vương Tử Quân đi qua đều cung kính chào hỏi, mà Vương Tử Quân cũng không quên tươi cười gật đầu đáp lễ. Két. Một tiếng thắng gấp chói tai vang lên cách đó không xa, một chiếc xe Audi dừng lại cách Vương Tử Quân không quá xa. "Chủ tịch Vương, đang nói những ngày này tìm anh thật sự không dễ, không ngờ lại gặp anh ở đây." Tiết Nhất Phàm mang theo một âm thanh giòn tan đi về phía Vương Tử Quân, cô gái này mặc một bộ trang phục công sở lúc này làm cho bầu không khí nghiêm túc của khối chính quyền thành phố có thêm vài phần sắc màu vương tử quân cũng căn bản không có cảm tình gì với tiết nhất phàm cô gái này thích dùng ánh mắt nghịch ngợm và đa tình nhìn người hắn cảm thấy loại người phụ nữ như vậy là khá dũng cảm sự thật là trong cuộc sống có rất nhiều phụ nữ như vậy hy vọng thông qua đàn ông để thay đổi hiện trạng của mình nhưng dưới tình huống bình thường thì bọn họ căn bản là những người chưa đủ đắc ý anh nghĩ mà xem tiết nhất phàm là thiên kim lại là giám đốc của tập đoàn Lam Hà, quan trọng là một người chưa kết hôn, là một người phong vân một cõi ở thành phố Đông Bộ, cần gì phải quấn lấy Lý Khang Lộ. chương 457, Hội nghị thường ủy chính là nhà cầu tập thể. Vương tử quân nghĩ vậy mà có chút xem thường tiết nhất phàm, nhưng lúc này nghe thấy nàng chào hỏi thì hắn vẫn nhàn nhạt đáp lời. Nói đúng ra thì người bận rộn nhất phải là giám đốc tiết. Hi hi, chủ tịch vương thật sự rất biết nói đùa, tôi là một người đi xin cơm ăn làm sao có thể sánh với ngài. Chủ tịch Vương, tôi đến tìm ngài chủ yếu vì chuyện tập đoàn Lam Hà chúng tôi muốn được vay tiền, bây giờ lãnh đạo thị ủy đã thông qua, anh xem có thể tác động với phòng tài chính. Liên quan đến phòng tài chính thì chị phải đi tìm chủ tịch Lưu Nham Phú. Vương tử quân khẽ cao mày rồi thản nhiên nói. Ôi, anh xem kìa, sao tôi lại quên mất điều này như vậy? Đều tại tôi dạo này đầu óc suy nghĩ rối loạn, còn tưởng rằng phòng tài chính nằm dưới sự quản lý chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường vụ. Tiết Nhất Phàm vỗ vỗ đầu, bộ dạng có chút tự trách. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Tiết Nhất Phàm mà khóe miệng khẽ lộ ra nụ cười nhạt, hắn biết rõ Tiết Nhất Phàm tất nhiên không quên, chẳng qua cô nàng muốn thông qua thủ đoạn này để làm khó mình mà thôi. Phân công của khối chính quyền có chút biến hóa, điều này cũng không trách được giám đốc Tiết. Phân công khác nhau cũng là vì công tác cách mạng, chỉ là sau này giám đốc Tiết nên quản lý tốt văn phòng của mình nếu văn phòng của công ty mà không biết rõ phân công của khối chính quyền thành phố như vậy có phải thất trách rồi không Tiết Nhất Phàm thật sự rất phản cảm với Vương Tử Quân hơn nữa cảm giác phản cảm này đã thâm căn cố đế trong lòng nàng người này đến thì vài lần cho ra tuyệt chiêu từng chiêu từng chiêu đều mạnh mẽ có lực nhanh chóng biến thành một nhân vật phong vân một gõi ở thành phố Đông Bộ nhưng đối phương cũng là một tên khốn không lương tâm không những cản trở kế hoạch cho vay của tập đoàn Lam Hà, làm cho đến tận bây giờ mới được thông qua, hơn nữa còn làm cho Lý Khang lộ giao chiến vài lần và mất hết mặt mũi. Nhưng những tình huống đó lại làm cho người này biểu hiện rõ phong cách cá nhân của mình, dứt khoát hẳn hoi, dám nghĩ dám làm. Phẩm cách này của đối phương rất dễ được lãnh đạo thượng cấp thưởng thức, điều này càng làm cho Tiết Nhất Phàm cảm thấy không thoải mái. Tất nhiên nếu Tiết Nhất Phàm là người thường, nàng cũng không dám biểu hiện cảm xúc của mình ra ngoài nàng có thể tỏ ra ngang ngược như vậy cũng là vì tiết diệu tiến đang ngồi trên vị trí bí thư thị ủy nếu như không có ông bố ngồi ở vị trí ca, dù thế nào thì nàng cũng không dám đắc tội với một vị phó chủ tịch thường vụ như vương tử quân chỉ là tiết nhất phàm cũng không ngờ mình vạch áo cho người xem lưng không những làm cho vương tử quân rơi vào tình huống xấu hổ ngược lại còn bị tên này chụp lấy bím tóc nói lời phê bình đối phương nói mình nên tăng cường quản lý xí nghiệp điều này làm cho nàng cảm thấy mất hết hứng thú Chủ tịch Vương nói đúng, rõ ràng là tác phong công tác của nhân viên chúng tôi là không tốt, cảm ơn ngài đã nhắc nhở. Tiết Nhất Phạm nói đến điều này thì châm một điếu thuốc thơm, sau đó gương mặt như ẩn như hiện dưới làn khói thuốc, giọng nói mang theo vài phần trêu chọc. À, một xí nghiệp có thành công hay không, tác phong công tác chính là một phần cực kỳ quan trọng. Giám đốc Tiết là người có nhiệm vụ chấn hưng tập đoàn Lam Hà, cũng không thể phớt lờ ở phương diện này được. Vương tử quân khoát tay rồi chuẩn bị bỏ đi, Chủ tịch Vương, tôi nghe nói thị ủy sắp cho xây dựng khách sạn 5 sao ở khu dân cư bằng hộ phải không? Tiết Nhất Phạm cũng không chờ Vương Tử Quân trả lời, nàng nói tiếp. Chủ tịch Vương là người phụ trách công trình này, đến lúc đó mong lãnh đạo cũng đừng quên tập đoàn Lam Hà chúng tôi, chúng tôi tình nguyện cống hiến tất cả sức lực để tham gia vào công tác cải tạo khu dân cư bằng hộ. Tiết Nhất Phạm nói xong thì nói lời tạm biệt rất nhã nhặn, nàng đi về khu văn phòng khối chính quyền, bộ dạng ngẩng đầu vênh mặt không coi ai ra gì giống hệt như một con thiên nga trắng kiêu ngạo vương tử quân cũng không quan tâm đến tình huống gặp mặt ngẫu nhiên như thế này nhưng cũng có người rất quan tâm có kẻ hữu tâm thúc đẩy lúc này những lời nói của tiết nhất phàm giống như phát ngôn cho thái độ của bí thư tiết khu dân cư bằng hộ rất có thể sẽ xây dựng khách sạn năm sao tin tức này truyền ra thì có không ít người tán thành lý do của bọn họ cũng rất buồn cười nhưng nếu nhìn từ phương diện nào đó cũng đủ chứng minh lực ảnh hưởng hùng mạnh của Bí thư Tiết trong thị ủy. Khi tin đồn ngày càng bùng phát mạnh mẽ, hội nghị thường ủy được tổ chức, nội dung cuộc họp chính là xem xét phương án cải tạo khu dân cư bằng hộ của khối chính quyền thành phố. Bí thư thị ủy Tiết Diệu Tiến ngồi ở chiếc ghế chủ vị, dù hắn không nói lời nào nhưng Vương Tử Quân vẫn có thể nhìn vào sự phản ứng của các vị thường ủy chung quanh để cảm nhận được vấn đề. Lúc này Bí thư Tiết chính là trung tâm của hội nghị dù là ai cũng phải đưa mắt nhìn về phía bí thư. Hạng mục cải tạo khu dân cư bằng hộ chính là một nhiệm vụ công tác trọng điểm của thành phố đông bộ chúng ta trong năm nay. Chủ tịch Vương, anh mau nói ra phương án của khối chính quyền, sau đó để cho mọi người nghị luận một chút. Tiết Diệu Tiến cũng không nói quá nhiều lời khách sáo, hắn trực tiếp tiến vào chủ đề. Khi nghe thấy bí thư Tiết Diệu Tiến gọi tên mình thì Vương Tử Quân cười nói. Bí thư Tiết, sau khi anh cho ra yêu cầu cải tạo khu dân cư bằng hộ thì chủ tịch nhâm cực kỳ coi trọng tôi thấy chuyện này nên để chủ tịch nhâm nói thì hay hơn trước khi tham gia hội nghị tuy nhâm sương bình không muốn lấy bản thiết kế ra thế nhưng vương tử quân đã đặt sẵn ở phòng hắn thế nên không cầm theo là không được bây giờ nghe thấy vương tử quân đẩy nhiệm vụ sang người mình hắn thật sự cảm thấy mình thở hổn hển lúc này xem như hắn bị ép lên lương sơn ai bảo hắn đã lên tiếng ủng hộ phương án của vương tử quân ở hội nghị văn phòng chủ tịch bây giờ nếu ra sức khước từ thì còn ra thể thống gì nữa. Bí thư tiết, chúng tôi đã trải qua nghiên cứu thật cẩn thận các phương án cải tạo khu dân cư bằng hộ, tổng cộng có hai phương án, một là xây dựng một khách sạn 5 sao, hai là xây dựng một khu thương mại cho người đi bộ. Sau khi đưa ra thảo luận ở hội nghị văn phòng chính quyền, sau khi được nghiên cứu kỹ càng, cuối cùng khối chính quyền chúng tôi cho ra một nhận thức chung, trước mắt chúng tôi cảm thấy xây dựng khu thương mại dành cho người đi bộ là thích hợp nhất. Nhâm Sương Bình cũng không lên tiếng giới thiệu về quy hoạch của Vương Tử Quân, chỉ đơn giản nói vài lời giới thiệu mà thôi. Nếu nhìn vào phương diện này thì ai cũng có thể thấy Chủ tịch Nhâm cũng không quá chào đón phương án của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nghe thấy Nhâm Sương Bình lên tiếng giới thiệu bằng giọng điệu cứng nhắc như vậy, thế là không khỏi cười lạnh. Sau khi Nhâm Sương Bình dùng giọng khô cằn giới thiệu xong thì hắn cũng không nói một lời, hắn bình tĩnh ngồi trên vị trí của mình, căn bản là không nóng không vội. Chủ tịch Nhâm, tôi cũng có chút hiểu biết về phương diện phát triển kinh tế. Theo tôi được biết thì xây dựng khách sạn 5 sao và khu thương mại cũng không thua kém nhau bao nhiêu, nhưng nếu nói về phương diện hiệu quả và lợi ích thì khách sạn 5 sao lại tốt hơn rất nhiều. Thế cho nên tôi cũng không hiểu rõ vì sao khối chính quyền lại phủ quyết phương án xây dựng khách sạn 5 sao. Bí thư ủy ban kỷ luật La Kiến Cường chờ Nhâm Sương Bình nói xong thì mở miệng đặt ra nghi vấn. Đối với người trong quan trường thì có một câu vẻ thuận miệng như thế này, phòng tổ chức là chim khách, ủy ban kỷ luật là quả đen. Không có bất kỳ người nào muốn mình là đích nhắm của ủy ban kỷ luật, căn cứ vào điều này mà phó bí thư thị ủy kiêm bí thư ủy ban kỷ luật La Kiến Cường cũng có lực ảnh hưởng mạnh hơn các vị thường ủy bình thường khác khá nhiều. Hắn vừa mở miệng đã làm cho bầu không khí chợt biến đổi, không ít ánh mắt nhìn về phía hắn, ai cũng tỏ ra nghiền ngẫm. Ngày trước Nhâm Sương Bình và La Kiến Cường thật sự có chút vấn đề, nhưng lúc này nghe thấy la kiến cường chất vấn thì hắn lại rất vui mừng thầm nghĩ con bà nó la kiến cường từ khi tôi quen biết anh đến nay anh chưa từng làm gì tốt đẹp cho tôi hôm nay anh đặt vấn đề như vậy tôi thật sự không nhịn được phải vỗ tay tán dương nhâm sương bình thầm nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng lại nói tôi cũng đã xem xét phương án xây dựng khách sạn năm sao thế nhưng cảm thấy khu thương mại dành cho người đi bộ sẽ phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế của thành phố chúng ta hơn Nhâm Sương Bình trả lời có chút khô cằn, phong cách như vậy rất phù hợp với tác phong thường ngày của hắn. Nếu những người quen thuộc với Nhâm Sương Bình có mặt ở đây, bọn họ sẽ mười phần cho rằng Chủ tịch Nhâm hôm nay khá thất thường. Bí thư tiết, Chủ tịch Nhâm, phương diện cải tạo khu dân cư bằng hộ có liên quan rất rộng, trách nhiệm lớn, tôi cảm thấy không thể nóng đầu cho ra quyết sách được. Nếu hội nghị hôm nay thảo luận về vấn đề cải tạo khu dân cư bằng hộ, vậy cũng không nên chỉ nghe một phương án. Dù hội nghị khối chính quyền không thông qua phương án xây dựng khách sạn 5 sao, nhưng chúng ta cũng cần lấy nó để thảo luận, như vậy mới nhìn rõ ưu khuyết điểm, mới là quyết sách khoa học, đây mới thật sự là có trách nhiệm. La Kiến Cường giống như căn bản không thèm nể mặt nhâm xương bình, hắn mở miệng rất áp bức. Gia tăng đề tài thảo luận, thế là phương án xây dựng khách sạn 5 sao lại được đặt vào trong hội nghị thường ủy. Các vị thường ủy cũng không cảm thấy hành vi có vẻ khác thường này có vẻ gì khác lạ, vài người còn cảm thấy lời đề nghị của La Kiến Cường là cực kỳ bình thường. Tiết Diệu Tiến nhìn thoáng qua La Kiến Cường, sau đó lại nhìn lên mặt Nhâm Sương Bình. Chủ tịch Nhâm, anh cảm thấy lời đề nghị của Bí Thư La thế nào? Nhâm Sương Bình tuy rất muốn để cho phương án khách sạn năm sao được thông qua ngay lập tức, thế nhưng lúc này cũng phải đi theo trình tự, hắn trầm ngâm một lát rồi trầm giọng nói. Bí Thư Tiết, tôi nghe theo anh. Nhâm Sương Bình nói xong thì thầm mắng Vương Tử Quân, nếu không phải bị đối phương mân mê làm loạn mình cần gì phải rơi vào tình huống bị la kiến cường rắt mũi đưa đi trong hội nghị thường ủy thế này sao lại bị động như vậy nhưng dù trong lòng hắn cực kỳ khó chịu thì cũng chỉ có thể chịu đựng mà thôi tiết diệu tiến gật đầu nói đèn không khơi không sáng nếu không kiểm tra sẽ không thấy rõ vấn đề làm gì cũng phải tiếp thu ý kiến của quần chúng nếu đã như vậy thì chúng ta cùng nhau thảo luận về hai phương án này vẻ mặt la kiến cường lộ ra nụ cười bộ dạng rõ ràng là người thắng hắn được bí thư tiết tán thành lại làm mất mặt nhâm sương bình rõ ràng cực kỳ sảng khoái khi hắn đang chuẩn bị dựa theo kế hoạch để gọi lý khang lộ đang đứng bên ngoài phòng họp để tiến vào báo cáo cho các vị thường ủy thị ủy chợt thấy có người đứng lên nói nếu bí thư tiết và các vị thường ủy đã muốn thảo luận về kế hoạch xây dựng khách sạn năm sao như vậy tôi sẽ báo cáo cho mọi người rõ ràng ai vậy nếu anh báo cáo thì tôi sao có thể gọi Lý Khang Lộ đi vào. La Kiến Cường nghe được âm thanh kia thì trong lòng có chút khó chịu, hắn quay đầu nhìn, chợt thấy Vương Tử Quân đang nở nụ cười đứng lên, trong tay còn có một sấp tài liệu dày cộp. "Chủ tịch Vương, phương án xây dựng khách sạn năm sao cũng không phải do anh nói ra, bây giờ anh báo cáo phương án này, hình như có vẻ không phù hợp." La Kiến Cường là phó bí thư thị ủy kiêm bí thư ủy ban kỷ luật, hơn nữa hắn là người rất được bí thư thị ủy coi trọng. Tác phong công tác thật sự vượt qua thử thách. Bây giờ hắn nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy, thế là dùng giọng không khách khí cắt ngang. Nụ cười trên mặt Vương Tử Quân vẫn không chút biến đổi, hắn dùng ánh mắt nhàn nhạt, nhạt nhìn La Kiến Cường rồi nói: "Bí thư La, thị ủy là một chỉnh thể, khối chính quyền cũng là một chỉnh thể, lúc này có hai phương án, dù là ai đưa ra thì cũng đều là kế hoạch cải tạo của khối chính quyền thành phố. Bí thư La không phải là người của ban ngành khối chính quyền thành phố." Anh nói vậy rốt cuộc có ý gì? La Kiến Cường vốn cho rằng mình nói như vậy sẽ làm cho Vương Tử Quân không thể xuống đài, không ngờ đối phương lại lên tiếng đánh ngược lại, đưa mình lên khung nướng, căn bản chịu không nổi. Rốt cuộc có ý gì? Những lời này thật sự giống như kim châm vào tim, La Kiến Cường là một phó bí thư thị ủy, hắn bị một vị thường ủy có vị trí thấp hơn mình là Vương Tử Quân lên tiếng chất vấn như vậy thì vẻ mặt rất xấu hổ. Hắn vỗ tay lên mặt bàn, vẻ mặt biến thành màu gan heo vương tử quân dựa theo lời của anh như vậy tôi là người có giáp tâm bất lương sao ôi tôi cũng không nói như vậy bí thư la anh cũng đừng nghĩ quá nhiều tôi là người nói vô tâm nếu anh cứ khăng khăng cho rằng như vậy thì tự mình suy diễn mà thôi không liên quan đến tôi nếu ngài nghe không rõ câu nói của tôi tốt nhất nên mua một bộ máy trợ thính vương tử quân tỏ ra rất vô tội lại dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn la kiến cường Bí thư La Kiến Cường đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, nhưng nghênh đón hắn là ánh mắt không chút sợ hãi của đối phương. Hắn là phó bí thư thị ủy, lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như vậy, không ngờ tên kia lại làm cho hắn không thể nào xuống đài được. "Anh, anh!" La Kiến Cường giận tím mặt, hắn dùng ngón tay chỉ vào Vương Tử Quân, tức giận đến mức nói không nên lời. "Ngồi xuống." Tiết Diệu Tiến quét mắt nhìn La Kiến Cường rồi lạnh lùng nói. Dưới ánh mắt của Tiết Diệu Tiến, là Kiến Cường dù thật sự khôn ninh tình nguyện nhưng cũng không khỏi ngồi xuống vị trí của mình, khóe miệng của hắn co giật, thật sự là có một cảm giác căm phẫn khó hiểu. Bí thư La, nơi này là hội nghị thường ủy, các anh cãi vả nhau thì còn ra thể thống gì? Sau này chú ý kỷ luật cho tôi. Tiết Diệu Tiến nói rồi nhìn sang Vương Tử Quân nói. Chủ tịch Vương, cho dù Bí Thư La là người sai trước, thế nhưng anh cũng không nên nói những lời như yêu cầu Bí Thư La mua máy trợ thính, như vậy sẽ gây bất lợi cho đoàn kết ban ngành. Bí thư tiết, tôi xin nhận kiểm điểm, nhưng tôi cũng có thể đảm bảo với bí thư tiết và các vị thường ủy, những lời vừa rồi tôi cũng không phải châm chọc bí thư la bị ngánh ngãng. Chẳng qua tôi cảm thấy buồn bực vì bí thư la ngồi gần như vậy mà không nghe rõ lời tôi, xuất phát từ góc độ quan tâm đến đồng sự cho nên tôi mới đề xuất bí thư la mua máy trợ thính để đề phòng, cũng mong mọi người đừng hiểu lầm. Huyệt thái dương của la kiến cường chợt lồi lên, những lời này của vương tử quân nào phải là kiểm điểm rõ ràng là châm chọc thính lực của mình có vấn đề hơn nữa đối phương lại nói ra những lời châm chọc rất đường hoàng giống như mình đang xuyên tạc ý tốt của đối phương ôi loại người như thế này không nên chọc vào khoảnh khắc này la kiến cường thầm sinh ra cảm thán trước kia chỉ cảm thấy đối phương có chút thủ đoạn và linh hoạt bây giờ xem ra người này cũng không phải mạnh mẽ theo kiểu thông thường đám người tiết diệu tiến đã có sẵn ý nghĩ của mình càng có vài thường ủy đã cho ra quyết định, chỉ cần không phải xuất hiện tình huống khó khăn sẽ không ai đứng ra tranh chấp với vương tử quân. Bây giờ La Kiến Cường mới thấy có chút hối hận, đối phương nói năng rất lợi hại, miệng lưỡi như dao, ra tay mà không để lại chút dấu vết nào. Được rồi, cũng đừng nhắc đến vấn đề này nữa. Chủ tịch Vương, anh trước tiên nói về phương án khách sạn 5 sao cho mọi người được biết đi. Tiết Diệu Tiến biết không nên tiếp tục cho Vương Tử Quân lên tiếng, nếu Vương Tử Quân nói càng nhiều, như vậy chỉ sợ La Kiến Cường sẽ ngồi không yên. Nếu như để cho hai người này cấu véo nhau, chỉ sợ sau này sẽ thành trò cười cho người trong nghề. Hơn nữa hai người kia cãi vã nhau trong hội nghị thường ủy, chẳng phải đã nói rõ bí thư tiết căn bản không có lực khống chế ban ngành sao. Cảm ơn bí thư tiết đã tín nhiệm ban ngành khối chính quyền. Vương tử quân nghiêm trang cảm tạ bí thư tiết, sau đó hắn lấy từ trong cặp của mình ra một bản thiết kế. Khi nhân viên công tác đưa bản thiết kế lên treo ở bức tường đối diện, đám thường ủy của khối chính quyền thành phố thật sự phát hiện nó không khác gì bản thiết kế của Lý Khang lộ ở cuộc họp trước đó. Nhâm Sương Bình nhìn bản thiết kế giống hệt như của Lý Khang lộ đang treo trên tường, hắn thầm nghĩ: Phương Tử Quân rõ ràng không phải là một kẻ tầm thường, cực kỳ kín kẽ, lại có thể chuẩn bị tốt như vậy. Bí thư Tiết, Chủ tịch Nhâm, nếu tất cả mọi người muốn tham khảo, tôi sẽ nói rõ phương án xây dựng khách sạn năm sao coi như giới thiệu cho mọi người được rõ. Vương tử quân chậm rãi đứng lên, sau đó hắn đi đến bên dưới bản thiết kế rồi cười nói. Lý Khang Lộ ngồi trong một gian phòng cách phòng hội nghị thường ủy không xa, hắn đang uống trà nhưng trong lòng dối như mèo cao. Trên tay trái của hắn là một bản thiết kế quy hoạch khu dân cư bằng hộ. Chủ tịch Lý, đã lâu rồi ngài không chịu kiến tôi, điều này làm tôi thầm nghĩ, không biết mình phạm vào sai lầm gì làm cho chủ tịch Lý mất hứng như vậy. Phó thư ký trưởng văn phòng thị ủy Triệu Giao Vũ ngồi bên cạnh Lý Khang Lộ, hắn cười ha hả hỏi Lý Khang Lộ. Triệu Giao Vũ chính là phó thư ký trưởng văn phòng thị ủy, có cấp bậc chính cục. Hắn đã đi theo tiết diệu tiến khá nhiều năm, dù không có khả năng trở thành thư ký trưởng thị ủy nhưng cũng xem như là một nhân vật lớn ở thành phố Đông Bộ. Đây vốn không phải là phòng làm việc của hắn, thế nhưng thấy Lý Khang Lộ đến đây, hắn tranh thủ thời gian chạy đến nói chuyện với lãnh đạo. Lý Khang Lộ thật lòng cũng không mấy thích thú triệu giao vũ, hơn nữa lúc này tâm sự nặng nề, thế cho nên cũng mất kiên nhẫn với những lời nói của triệu giao vũ, nhưng hắn vẫn cố gắng áp chế nói. Thư ký trưởng triệu, anh xem mình nói gì kìa, anh là lãnh đạo thị ủy, tôi đi tìm anh cũng phải nghĩ đến tình huống bí thư tiết đang phân công anh công tác bận rộn chứ. Nếu anh làm thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền, cho dù anh có tránh mặt thì tôi cũng sẽ dùng trăm phương ngàn kế tìm ra cho bằng được. Tuy thư ký trưởng khối chính quyền cũng là cấp chính cục thế nhưng nói về thực quyền thì lại kém hơn thư ký trưởng thị ủy rất nhiều. Dựa vào kinh nghiệm công tác lâu năm, Triệu Giao Vũ tất nhiên biết rõ lời nói của Lý Khang Lộ là trêu đùa cho vui, thế nên hắn cười nói. Chủ tịch Lý, đó là An nói, nếu anh trở thành người chủ trì công tác của khối chính quyền thành phố, như vậy ngài nên thực hiện lời hứa, triệu hồi tôi sang, tôi sẽ cố gắng phục vụ cho chủ tịch Lý. Xem tại tiuienfull.vn chủ trì công tác của khối chính quyền thành phố chính là chủ tịch, triệu giao vũ coi như đã hết lời tâm bốc Lý Khang Lộ. Nhưng lúc này tâm tư của Lý Khang Lộ cũng không đặt ở nơi đây, hắn căn bản rất mất kiên nhấn với những lời nói của triệu giao vũ, chẳng qua không muốn phát tiết bất mãn mà thôi. Thư ký trưởng triệu, anh đúng là nhân tài, tôi tặng anh hai câu, một người bút pháp thần kỳ sinh hoa, một người khua môi múa mép như gà, ha ha ha. Lý Khang Lộ cười lớn chỉ vào triệu giao vũ, bộ dạng tràn đầy cảm xúc. Dưới tình huống triệu giao vũ liên tục nói lời nịnh hót thì Lý Khang Lộ đã dần bình tĩnh trở lại. Chỉ là những lời nịnh nọt của triệu giao vũ giống như ăn mía, sau nhiều lần nhai nuốt thì sẽ nhanh chóng nhạt nhẽo, cuối cùng chỉ còn lại đống cặn. Vài chục phút trôi qua, Lý Khang Lộ cuối cùng cũng không nhịn được nữa, vẻ mặt có vài phần nôn nóng, hắn vô thức cầm bản thiết kế lên xem, càng cảm thấy bất an. Chuyện gì xảy ra, vì sao bây giờ mình còn chưa được gọi vào? La Kiến Cường kia đang làm gì? Kế hoạch đã vạch ra tốt đẹp như vậy, chỉ cần tùy vào hoàn cảnh sử dụng là xong. Vì sao đến bây giờ còn chưa thấy gì? Lý Khang lộ thầm phàn nàn La Kiến Cường, đồng thời hắn cũng không quên an ủi chính mình. Biết đâu hội nghị thường ủy hôm nay tăng cường thảo luận về một đề tài nào đó, mọi người cùng lên tiếng đã kéo dài thời gian. Dù thế nào thì các vị thường ủy cũng phải hợp mưu hợp sức, cũng phải cho ra ý kiến và phương án hay nhất chứ hơn nữa trước nay anh thiết đều khống chế hội nghị thường ủy rất tốt nếu như hội nghị kéo dài cũng là bình thường có lẽ vì mình quá nóng lòng mà thôi vài chục phút có dài hay không điều này phải xem anh đang ngồi trong nhà cầu hay đang xếp hàng bên ngoài lúc này tâm tính của lý khang lộ là như vậy hắn thậm chí còn sinh ra một ý nghĩ xấu xa đó là đám thường ủy kia đang ở trong một nhà xí tập thể dù có lên tiếng hay không cũng là như vậy dù có gì trong bụng hay không cũng thế, chỉ cần bí thư tiết lên tiếng là phải đứng lên. Còn hắn là người chờ bên ngoài nhà sĩ tập thể đó, đám người bên trong nào biết hắn nóng lòng như lửa đốt chứ. Đúng là con bà nó. Lý Khang lộ so sánh như vậy thì cảm thấy rất dễ chịu, khi thấy Triệu Giao Vũ vẫn chưa có ý bỏ đi, hắn bắt đầu chủ động nói chuyện với thư ký trưởng Triệu. chương 458, giơ tay biểu quyết vỗ tay thông qua. Lý Khang Lộ và Triệu Giao Vũ đều là những lão cơ quan ở thành phố Đông Bộ, tất nhiên hai người nói chuyện phiếm với nhau sẽ là cưới xe nhẹ đường quen, không lo không tìm được chủ đề. Chỉ là Triệu Giao Vũ thì trò chuyện rất vui vẻ, còn Lý Khang Lộ thì cơ bản là tâm sự nặng nề, rõ ràng có chút không yên lòng. Vì sao đã lâu như vậy rồi mà không có ai đi ra? Rốt cuộc là có chuyện gì? Lý Khang Lộ thật sự cảm thấy khó hiểu, khi thời gian dần trôi qua thì hắn càng cảm thấy bối rối anh Triệu, hai người chúng ta ngồi đây nói chuyện phiếm, liệu có làm chậm chế người ta dâng trà nước cho lãnh đạo thường ủy không? Lý Khang Lộ nhìn về phía vài nhân viên công tác đang đứng cách đó không xa, sau đó thay đổi chủ đề. Triệu Giao Vũ có thể tiến lên làm phó thư ký trưởng văn phòng thị ủy cũng không phải là người tầm thường, Lý Khang Lộ ngồi mãi nơi này không chịu đi thì hắn đã thấy rõ vấn đề. Vị lãnh đạo này ngày thường cực kỳ bận rộn, tuyệt đối không phải ngồi lại đây là muốn nói chuyện với mình. Bây giờ nghe thấy đối phương nói như vậy, hắn sao không hiểu cho được. Triệu giao vô tất nhiên sẽ rất vui vẻ tặng cho một người được bí thư tiết cực kỳ coi trọng một phần nhân tình, dù hơn 10 phút trước hắn đã sớm sắp xếp người đến châm trà cho các vị lãnh đạo thường ủy, thế nhưng bây giờ hắn lại tiếp tục lên tiếng với một viên thư ký đang ngồi trong phòng trực ban nghe hai vị lãnh đạo nói chuyện. Tiểu Nghiêu, mau đến phòng họp xem bên trong còn đủ nước không? Ôi, nếu chủ tịch Lý không nhắc nhở thì thiếu chút nữa tôi đã quên mất một nhiệm vụ quan trọng như vậy." Tiểu Nghiu lên tiếng đồng ý, ngay sau đó hắn cầm phích nước nóng đi vào trong phòng họp thường ủy, đúng lúc này nghe thấy tiếng nói của bí thư tiết. Vừa rồi có vài vị thường ủy nói ra ý kiến của mình với phương án này, nếu nói theo hướng tổng quát thì đều rất có lý lẽ. Bây giờ chúng ta chỉ có thể chọn một phương án cho công tác cả tạo khu dân cư bằng hộ, như thế không bằng chúng ta biểu quyết tập thể để xem rốt cuộc nên chọn phương án nào thì tốt nhất. Biểu quyết tập thể. Tất nhiên là tiểu nghiêu hiểu rõ nó có ý nghĩa gì, đó chính là dùng đầu phiếu để quyết định một sự việc. Hắn công tác ở văn phòng thị ủy được 2 năm, đã phục vụ hơn hai chục hội nghị thường ủy, nhưng đây là lần đầu tiên nghe nói dùng đầu phiếu để quyết định một vấn đề. Trước kia không phải là bí thư tiết nói gì thì các vị thường ủy nghe nấy sao? Hôm nay sao lại sửa đổi như vậy? Tiểu Ngưu thầm nghĩ như vậy nhưng cũng không dám có biểu hiện, hắn châm nước xong thì chuẩn bị lui ra ngoài. Bí thư Tiết, hội nghị văn phòng khối chính quyền chúng tôi đã đồng ý với phương án xây dựng trung tâm thương mại, vì thế lúc này cũng không có gì thay đổi. Vương Tử Quân nhìn về phía đám thường ủy không ai chịu mở miệng đầu tiên, thế là hắn trầm giọng nói với Bí thư Tiết. Theo ý nghĩ của mọi người thì kẻ lên tiếng đầu tiên nhất định sẽ không có lợi, thế nhưng Vương Tử Quân lại là người mở miệng đầu tiên dù sao thì chính hắn là người đề xuất xây dựng trung tâm thương mại dành cho người đi bộ, khi mà bí thư tiết diệu tiến có thái độ mơ hồ hướng về phía xây dựng khách sạn 5 sao, chính mình càng phải đứng ra ủng hộ phương án của mình. Hắn làm như vậy mới có thể lôi kéo đám thường ủy đang còn do dự quăng cho mình một phiếu. Tôi cảm thấy xây dựng khách sạn 5 sao sẽ thích hợp hơn là xây trung tâm thương mại. La Kiến Cường đưa mắt nhìn Tiết Diệu Tiến rồi lạnh lùng nói. À, tôi cũng cho rằng như thế thì hay hơn. Tưởng Tuệ Minh là thường ủy thị ủy, trưởng phòng tổ chức thị ủy, hắn là người luôn theo sát tiến độ của bí thư Tiết Diệu Tiến. Hắn đã từ một con đường tin cậy mà biết được bí thư Tiết Diệu Tiến có thái độ thế nào, bây giờ thấy là kiến cường ủng hộ bí thư thì cũng theo sát phía sau. Xây dựng khách sạn 5 sao rất phù hợp với sự phát triển lâu dài của thành phố đông bộ chúng ta, tôi cảm thấy chúng ta nên xây khách sạn 5 sao. Trúc Phu Bình vốn là người tỏ thái độ giúp đỡ xây dựng khách sạn 5 sao bây giờ cũng mở miệng theo nhóm La Kiến Cường. Khi thấy Vương Tử Quân vừa mở miệng thì đã có ba vị thường ủy phản đối, Nhâm Sương Bình cảm thấy thật sự rất vui sướng. Trước đó hắn bị Vương Tử Quân ép cho nghẹt thở ở hội nghị văn phòng khối chính quyền, thế cho nên không thể không loại bỏ phương án xây khách sạn 5 sao để chọn phương án của Vương Tử Quân, để tránh cho người ta nhìn thấy tình thế mình mất khả năng khống chế hội nghị văn phòng khối chính quyền khi đó hắn vì bảo tồn thể diện cho mình nhưng trong lòng bức bối thế nào thì cũng biết rất rõ ràng. Hội nghị thường ủy lú này giống như một mũi tên báo thù của Nhâm Sương Bình, ngay từ lúc đầu đã có nhiều người phản đối phương án của Vương Tử Quân, như vậy sau này tên khốn Vương Tử Quân kia cũng chỉ có thể kẹp đuôi làm người mà thôi. Dù xây dựng trung tâm thương mại là rất tốt, nhưng như vậy lại không đủ khí phái, vì thế tôi tán thành xây dựng khách sạn 5 sao thư ký trưởng văn phòng thị ủy Lý Hạc Dương tuy không nói quá lớn nhưng lời nói giống như ném một quả bom vào phòng họp. Lý Hạc Dương là thư ký trưởng văn phòng thị ủy, hắn là đại quản gia của bí thư tiết diệu tiến ở thị ủy, nhiều khi bày tỏ thái độ chính là thái độ của bí thư tiết. Lúc này Lý Hạc Dương bày tỏ thái độ thì đã có bốn vị thường ủy tán thành phương án xây dựng khách sạn 5 sao. Từng cặp mắt nhìn về phía vương tử quân, rất nhiều người thầm cảm thấy vui vẻ, trong lòng thầm nghĩ, nếu chỉ có một hai người giúp đỡ cho vương tử quân, như vậy một vị chủ tịch mà trước đó luôn ngách mặt lên trời đã bị cho một bài học đau đớn ở thành phố Đông Bộ, text được lấy tại truyện phun. Vương tử quân cũng không sốt ruột, hắn vẫn nở nụ cười nhạt, hơn nữa nụ cười vẫn rất tự nhiên, hồn nhiên giống như không biết những vị thường ủy kia vừa lên tiếng phản đối mình. Chính ủy đường, anh có ý kiến gì không? Tiết diệu tiến dưa mắt nhìn chính ủy đường hồng vĩ rồi trầm giọng hỏi. Đường Hồng Vĩ bình thường cũng không tham gia hội nghị thường ủy, nhiều khi là xin nghỉ ở nhà, nhưng mỗi lần hắn xuất hiện thì bí thư tiết diệu tiến đều tỏ ra rất tôn kính. Sau khi tưởng tuệ Minh phát biểu ý kiến của mình thì tiết diệu tiến quay sang hỏi đường Hồng Vĩ. Bí thư tiết, tôi thật sự không phải là chuyên gia ở phương diện kinh tế, nhưng tôi lại cảm thấy xây dựng trung tâm thương mại dành cho người đi bộ sẽ thích hợp hơn. Vì dù sao thì dân chúng rơi vào diện đền bù giải tỏa vẫn có thể thông qua hạng mục này để mua được nhà cửa cho mình. Âm thanh của Đường Hồng Vĩ là rất lớn, làm cho người ta thật sự sinh ra cảm giác giống như có người đang hét vào tai mình. Tiết Diệu Tiến khẽ gật đầu, hắn từ chối cho ý kiến với thái độ ủng hộ Vương Tử Quân của Đường Hồng Vĩ. Nhưng những người khác lại cười lạnh, cười Đường Hồng Vĩ đã không biết thức thời, càng cười phương án của Vương Tử Quân, xem ra chỉ có vị thường ủy này đồng ý mà thôi. Bí thư Tiết, tôi cũng đồng ý với ý kiến của Chủ tịch Vương. Nữ trưởng phòng tuyên truyền Triệu Thúy Bình đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế chợt lên tiếng ngay sau Đường Hồng Vĩ. Triệu Thúy Bình là một vị thường ủy có vị trí thấp nhất, là người không quá được coi trọng, thế nhưng dù sao nàng cũng là thường ủy thị ủy, cũng nắm trong tay một phiếu. Lúc này nàng lên tiếng thì số phiếu giữa Phương Tử Quân và La Kiến Cường đã từ 1 và 4 tiến lên 3 và 4. Bảy vị thường ủy đã bày tỏ thái độ, sự khác biệt ý kiến là 3 và 4 điều này không khỏi làm cho ánh mắt đám người nhìn về phía vương tử quân đã có sự khác biệt. Bây giờ dù vương tử quân có thua, hạng mục trung tâm thương mại bị gác lại, thế nhưng chủ tịch vương cũng không quá xấu hổ. Hắn là một vị thường ủy tiến vào trong ban ngành chưa lâu, nhưng hắn có thể ở trên tình huống mà ai cũng thấy rõ tiết diệu tiến lên tiếng phản đối để nhận được sự giúp đỡ của hai vị thường ủy, điều này cũng nói rõ thực lực của hắn là như thế nào. Trong số 12 vị thường ủy, Ba vị thường ủy là không nhiều nhưng cũng là không ít. Nếu ba vị thường ủy đứng cùng một chỗ với nhau thì ít nhiều cũng tạo ra một lực lượng làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Tôi cũng ủng hộ phương án xây dựng trung tâm thương mại dành cho người đi bộ. Tôi cảm thấy xây dựng trung tâm thương mại sẽ thúc đẩy kinh tế phát triển mạnh mẽ hơn là khách sạn năm sao. Hơn nữa còn làm giảm bớt lực cản khi di rời nhân dân ra khỏi khu dân cư bằng hộ. Tôi cảm thấy phương án này là thích hợp nhất. Chủ tịch mặt trận Tổ quốc Phùng Chí Trường đeo một cặp kính rất lớn chợt lên tiếng theo sát Triệu Thúy Bình, xem như ném ra một quả bom không nhỏ ở hội nghị thường ủy. 4 so với 4, kết quả này làm cho phòng họp bình tĩnh trở lại, ngay cả thư ký hội nghị cũng không dám tiếp tục ghi chép. Nhiều người cho rằng hội nghị thường ủy lần này chính là đi ngang qua sân khấu, nhưng bây giờ bọn họ mới phát hiện ra một tình thế đối kháng đã xuất hiện, đang diễn ra trong hội nghị thường ủy xưa nay là sân nhà của bí thư Tiết Diệu Tiến bốn lá phiếu so với bốn lá phiếu, Nhâm Sương Bình là chủ tịch thành phố, có thể nói là chắc chắn bỏ phiếu cho Vương Tử Quân. Tuy không biết hai vị lãnh đạo đứng đầu và thứ hai của khối chính quyền thành phố có thật sự hòa hợp như biểu hiện bên ngoài hay không, nhưng những gì mà hội nghị khối chính quyền thành phố đã thông qua thì Nhâm Sương Bình không thể nào lật ngược lại được. Như vậy tính ra thì Vương Tử Quân đã nhận được 5 phiếu. Nếu như người không đồng ý với ý kiến của bí thư tiết là Nhâm Sương Bình, nếu như Nhâm Sương Bình có thể nhận được 5 lá phiếu ở hội nghị thường ủy vào ngày hôm nay, như vậy đám thường ủy tuy có chút kinh dị nhưng sẽ không đến mức độ như lúc này. Khốn nổi tất cả không phải là như vậy, người tạo ra tình huống khó tin này chính là một vị phó chủ tịch thường vụ. Số người chưa bỏ phiếu chỉ còn lại Tiết Diệu Tiến, Nhâm Sương Bình, Phạm Bằng Phi, Bành Quang Binh và Hạ Nham Châu. Ngoài Nhâm Sương Bình, nếu trong số 5 người chưa bỏ phiếu có một người bỏ phiếu cho Vương Tử Quân, như vậy sẽ coi như ép bí thư tiết vào tình thế khó khăn. Dù sao thì trong một hội nghị thường ủy nếu xuất hiện tình huống một sự kiện được thông qua với chỉ hơn một phiếu ủng hộ, như thế sẽ bộc lộ rõ lực khống chế của bí thư thị ủy với hội nghị thường ủy. Vẻ mặt bí thư tiết diệu tiến vẫn rất bình tĩnh thế nhưng cũng không khỏi đưa mắt nhìn sang vị phó chủ tịch thường vụ trẻ tuổi ở phía bên kia. Trước đó vương tử quân lên tiếng thì hắn cảm thấy chẳng có gì là uy hiếp, thế nhưng bây giờ xem ra năng lực của đối phương là không thể xem thường. Tuy vài vị thường ủy lên tiếng giúp đỡ ý kiến của Vương Tử Quân, cũng không phải vì Vương Tử Quân đáng tin mà lên tiếng giúp đỡ, thế nhưng dù thế nào cũng không khỏi làm cho người ta không thể không coi trọng vị cán bộ trẻ tuổi này. Bí thư Tiết, tôi đồng ý với ý kiến của Chủ tịch Vương. Bành Quang Binh khẽ vuốt mái tóc thưa thớt của mình rồi cười ha hả nói. Bành Quang Binh lên tiếng rõ ràng làm cho thế cục bình tĩnh trở nên rối loạn, bây giờ là 5 phiếu so với 4, không ngờ lại xuất hiện hiện tượng siêu việt như thế này bây giờ hiện tượng này xuất hiện bành quang binh đã cho ra một phiếu dù tiết diệu tiến bỏ phiếu thông qua kế hoạch xây dựng khách sạn 5 sao như vậy lần này cũng sẽ rơi vào tình huống thông qua trong khó khăn mà thôi tiết diệu tiến khẽ gật đầu với bành quang binh cũng không nói gì thêm sau đó hắn đưa mắt nhìn các vị thường ủy thị ủy còn chưa lên tiếng nhâm sương bình cầm lấy bút của mình hắn nhiều lần châm trước lúc này hắn thật sự rất do dự bây giờ hắn cảm thấy rất khó khăn giúp đỡ vương tử quân là lựa chọn tốt nhất của hắn nhưng nếu giúp đỡ vương tử quân dù hạng mục xây dựng khách sạn năm sao được thông qua lực ảnh hưởng của phó chủ tịch thường vụ vương tử quân trong thành phố đông bộ sẽ càng ngày càng lớn nếu tình huống đó xảy ra mình là một chủ tịch thành phố căn bản sẽ rơi vào tình thế khó khăn nhưng nếu nhâm sương bình phản đối với thái độ ủng hộ của mình với phương án của vương tử quân ở hội nghị khối chính quyền bây giờ phản đối sẽ bị người ta mỉa mai đây chính là một điều làm cho hắn cảm thấy khó xử. Sau nhiều lần châm trước thì hắn nhìn về phía đám thường ủy trước mặt, phát hiện đại đa số mọi người đều nhìn về phía vị trợ thủ của mình. Phó Chủ tịch Thường vụ có đôi khi là người chủ trì công tác của khối chính quyền thay thế cho Chủ tịch. Trong lòng chợt xuất hiện ý nghĩ này, Nhâm Sương Bình khẽ đặt bút xuống. Bí thư tiết, tôi cảm thấy hai hạng mục xây dựng khách sạn 5 sao và trung tâm thương mại đều là rất tốt, thật sự khó thể nào chối bỏ một trong số đó nhưng lúc này chúng ta phải chọn một trong hai, thật sự là một sự việc làm cho người ta cảm thấy khó khăn. Vừa rồi tôi đã nghe rõ Chủ tịch Vương Tử Quân giới thiệu về khách sạn 5 sao, tôi cảm thấy khách sạn 5 sao sẽ là một trợ lực rất lớn cho sự phát triển của thành phố chúng ta. Nếu không thì trước tiên chúng ta xây dựng khách sạn 5 sao, còn chuyện trung tâm thương mại thì chúng ta để sang năm rồi xem xét lại. Nhâm Sương Bình nói với gương mặt tràn đầy nụ cười. Hắn nói gác hạng mục xây dựng trung tâm thương mại sang năm sau, nhưng dù là ai cũng biết một vấn đề, nếu gác lại sang năm thì không biết đến khi nào mới được áp dụng đây. Nhưng các thường ủy căn bản không quan tâm đến chuyện gác lại sang năm hay sang năm nữa, Nhâm Sương bình rõ ràng đã bày tỏ thái độ. Trước đó chủ tịch Nhâm đã thông qua phương án của Vương Tử Quân ở hội nghị khối chính quyền thành phố, bây giờ lại phản đối mà không biết đỏ mặt, cái này hầu như là phản đối chính mình. Nhưng hắn phản đối không biết xấu hổ như vậy đã làm tình huống Vương Tử Quân có chút ưu thế biến thành cân bằng là năm so với năm. Nếu so ra thì không đơn giản là một phiếu, giống như đã tăng thêm hai phiếu cho hạng mục xây dựng khách sạn năm sao, vì đại đa số mọi người đều nghĩ rằng lá phiếu của Nhâm Sương Bình sẽ là của Vương Tử Quân. Nhưng lúc này Nhâm Sương Bình lại phản đối xây dựng trung tâm thương mại, rõ ràng là vào đúng thời điểm quan trọng đâm cho Vương Tử Quân một đao, một đao này quá độc, quá chuẩn. Vẻ mặt Vương Tử Quân vẫn treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nhưng lúc này trong lòng hắn lại thầm cười khổ, tuy chính hắn cũng biết chuyện này khó thể nào nắm chắc thông qua nhưng mình đã bỏ ra rất nhiều tâm tư tác động nhâm xương bình và nhận kết quả như vậy thật sự làm cho người ta cảm thấy quá bức bối nhâm xương bình mở miệng làm cho phòng họp ngày càng yên tĩnh nhưng tất cả ánh mắt lúc này đều tập trung trên mặt của tiết diệu tiến lúc này cũng không còn gì là quá huyền bí nữa lúc này mọi người đều thầm nghĩ thường ủy thị ủy bí thư ủy ban tư pháp kiêm cục trưởng cục công an hạ nam châu chắc chắn sẽ theo sát tiến độ của bí thư tiết mà phó bí thư nắm công tác tổ chức là Phạm Bằng Phi lại càng là người đáng tin của bí thư Tiết. Vì bí thư Tiết Diệu Tiến nắm quyền lớn ở trên phương diện nhân sự của thành phố Đông Bộ đều nhờ thông qua hai người Phạm Bằng Phi và Tưởng Tuệ Minh. Hạ Nham Châu hắng giọng một cái chuẩn bị lên tiếng, bầu không khí lúc này làm hắn cảm thấy bị đè nén. Tuy cảm giác đè nén lúc này không tính là gì, nhưng những năm gần đây thành phố Đông Bộ được bí thư Tiết Diệu Tiến chủ trì công tác ngoài thời điểm chủ tịch Đồng Quốc Khánh còn tại vị thì xuất hiện qua tình huống như thế này, nhưng sau khi Đồng Quốc Khánh đi thì tất cả lại hòa hợp êm thấm như cũ. Kết thúc sớm một chút thì tốt hơn, Hạ Nham Châu Định mở miệng thì đã thấy Tiết Diệu Tiến khoát tay nói. Hai hạng mục xây dựng trung tâm thương mại và khách sạn 5 sao đều là rất tốt, chủ tịch Nhâm cũng đã nói rõ rồi, anh ấy cảm thấy khó khăn, tôi cũng cảm thấy khó khăn. Tiết Diệu Tiến mở miệng làm cho Nhâm Sương Bình có chút vui vẻ ý kiến của hắn được bí thư tiết khẳng định, giống như sự lật lỏng của mình tìm được chỗ dựa. Nhưng chúng ta cũng phải cho ra lựa chọn, cải tạo khu dân cư bằng hộ liên quan đến hình tượng chỉnh thể của thành phố Đông Bộ, càng liên quan đến vấn đề an trí của cả ngàn hộ dân. Tôi cảm thấy lúc này chúng ta phải suy xét, phải lo cho cái lo của nhân dân mới là hướng đi đúng đắn nhất. Xây dựng trung tâm thương mại dành cho người đi bộ dù có lực thúc đẩy kinh tế nhỏ hơn khách sạn năm sao, thế nhưng trên phương diện an trí và sắp xếp chỗ ở cho nhân dân lại tốt hơn rất nhiều với phương án xây dựng khách sạn 5 sao. Lúc này tôi cũng bày tỏ ý kiến, tôi tán thành ý kiến của Chủ tịch Vương, tán thành công tác xây dựng trung tâm thương mại. Tiết Diệu Tiến dùng giọng điệu trầm ổn lên tiếng, dù không liên quan gì đến nhân tố cảm tình nhưng thái độ của Bí Thư lại giống như một nhát búa tạ đập vào lòng mọi người. Tại sao lại như vậy? Nhâm Sương Bình nghe thấy Tiết Diệu Tiến lên tiếng thì cảm thấy mặt mình đỏ lên, đầu óc choáng váng, hầu như cảm thấy mình nghe lầm. Tiết Diệu Tiến tỏ thái độ giống như định hải thần châm, bầu không khí trong phòng chợt trở nên bình tĩnh. Ngay sau khi bí thư Tiết Diệu Tiến bày tỏ thái độ thì hai người Hạ Nham Châu và Phạm Bằng Phi cũng lên tiếng ủng hộ. Tám so với năm, như vậy phương án xây dựng trung tâm thương mại của Vương Tử Quân đã được thông qua. Khoảnh khắc này Nhâm Sương Bình chợt cảm thấy quan trường thật sự biến hóa khôn lường, đã có thể lên trời cũng có thể xuống đất, vịt đã bị vặt lông cũng có thể bay đi, ván đã đóng thuyền cũng có thể vỡ nát, sự việc biến hóa long trời lở đất, thật sự khó thể ngờ. Khi thư ký trưởng văn phòng thị ủy Lý Hạc Dương tuyên bố kết quả cuối cùng thì Nhâm Sương Bình chợt cảm thấy chóng mặt, hắn cố gắng hít vào một hơi thật sâu, cố gắng áp chế cảm xúc để không té xỉu. Đối với hắn thì kết quả dù có kém như thế nào, hắn là một chủ tịch thành phố cũng phải cực kỳ kiên trì. Nhâm Sương Bình luôn nở nụ cười, hơn nữa ánh mắt luôn nhìn về phía bí thư tiết diệu tiến. Nhưng hắn tự mình biết mình, những lời nói sau đó của bí thư tiết diệu tiến giống như âm thanh máy bay, hắn thật sự không nghe lọt tai dù chỉ là một từ. Khi tiết diệu tiến nói tan họp, nhâm sương bình theo các vị thường ủy đi ra ngoài. Hắn cười ha hả với bí thư tiết diệu tiến, nhưng ánh mắt của hắn lại không tự chủ được nhìn lên người vương tử quân. Hắn nhìn người trợ thủ của mình, trong lòng ngoài cảm giác căm hận cũng có sự cố kỵ sâu sắc tuy nhâm sương bình không muốn thừa nhận nhưng thông qua tình cảnh quyết đấu hôm nay thì vị phó chủ tịch thường vụ mới đến đồng bộ hơn 2 tháng đã trở thành một nhân vật mà ngay cả bí thư thiết diệu tiến cũng không dám coi thường lúc này độ nặng trong lời nói của đối phương cũng đang tăng tiến với một tốc độ cực kỳ khủng khiếp chủ tịch nhâm thế nào rồi khi nhâm sương bình đang suy xét sau này nên đối mặt với vương tử quân như thế nào đúng lúc này lý khang lộ từ trong phòng đi ra dùng giọng không thể chờ đợi được nữa để hỏi Nhâm Sương Bình nhìn gương mặt chờ mong của Lý Khang Lộ, thế là hắn trầm mặt xuống. Bí thư tiết đã lên tiếng đồng ý xây dựng trung tâm thương mại. Nhâm Sương Bình vứt lại những lời như vậy thì đi thẳng về phía trước. Lý Khang Lộ đứng yên tại chỗ chờ mắt nhìn Nhâm Sương Bình đi vào phòng làm việc của Tiết Diệu Tiến, một lúc lâu sau còn chưa tỉnh hồn trở lại. Dù Lý Khang Lộ đã thầm cảm thấy không tốt thế nhưng một kết quả như vậy lại từ chính miệng Nhâm Sương Bình nói ra, Điều này làm hắn hoàn toàn thất vọng, đầu óc giống như bị thứ gì đó thiêu rụi. Điều này sao có thể được? Gió tháng ba bùng lên giống như một cô gái phương nam dịu dàng triền miên, lúc này không gian đã xuất hiện sắc xanh, cũng không giá lạnh u tối như mùa đông. Lúc này những cây liếu ven đường đã đâm chồi nảy lộc, màu xanh túa ra khắp nơi, đây là dấu hiệu nhắc nhở cho mọi người biết mùa xuân đang đến. Vương Tử Quân ngồi sau chiếc Audi, hắn nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa sổ sau đó cười nói với Lý Cẩm Hồ ngồi bên cạnh. Thư ký trưởng Cẩm Hồ, trong năm đẹp nhất là mùa xuân, anh biết bây giờ tôi muốn làm gì nhất không? Bây giờ Lý Cẩm Hồ đã hoàn toàn tiến sâu vào vị trí phó thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền, tuy thái độ của hắn với Vương Tử Quân vấp cực kỳ thân mật, nhưng có vài vấn đề lại tỏ ra cực kỳ chừng mực. Hắn đang lật xem tư liệu về huyện Lâm Hoàn, lúc này ngẩng đầu nói. Chủ tịch Vương muốn lợi dụng khung cảnh tương bừng phấn chấn của mùa xuân để vung tay làm một việc gì đó lớn lao sao? Làm việc gì đó lớn lao? Hi hi, cũng chỉ có anh nghĩ ra những câu nói như vậy. Tôi chẳng qua chỉ muốn lợi dụng bầu không khí tươi đẹp vào lúc này để dạo chơi một vòng mà thôi. Vương tử quân chỉ về con đường phía trước rồi cười nói. Lý Cẩm Hồ cũng không ngờ vương tử quân lại nghĩ như vậy, thế là hắn nói. Nếu không thì ngày nào đó rảnh rỗi, chúng ta tìm một địa điểm nào đó uống cho thoải mái. Cũng đừng bỏ phí thời điểm tốt đẹp thế này. Lời đề nghị của thư ký trưởng là rất hay. Quốc lương, cậu nhớ kỹ nhé, đừng quên chuyện này đấy, vài ngày nữa chúng ta sẽ vui vẻ một bữa. Vương tử quân miễn cưỡng vung tay ra rồi cười ha hà nói. chương 459, mượn đao giết người chú ý làm mình bị thương. Triệu quốc lương nghe được lời phân phó của vương tử quân thì lấy sổ tay ra ghi chép lại, Lý Cẩm Hồ thấy bộ dạng nghiêm trang của Triệu Quốc Lương thì cười cởi mở nói: "Quốc Lương, cậu cũng đừng ghi chép vào sổ, cậu làm như vậy thật sự giống như tôi đang nợ chủ tịch Vương vậy." Lý Cẩm Hồ nói rất tùy ý, Triệu Quốc Lương và Thái Thần Bân là những người luôn ở bên cạnh Vương Tử Quân, bọn họ cũng đã sớm quen những lời như vậy rồi. Vương Tử Quân cũng không muốn uốn nắn Lý Cẩm Hồ, hắn thấy Lý Cẩm Hồ định tiếp tục lên tiếng, đúng lúc điện thoại di động vang lên. "Chủ tịch Vương" Là số điện thoại của Bí Thư Triệu huyện Lâm Hoàn. Lý Cẩm Hồ vừa nói vừa đưa mắt xin chỉ thị của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khoát tay cho Lý Cẩm Hồ nghe máy. Lý Cẩm Hồ khẽ lên tiếng vài câu với phía bên kia, sau đó cúp điện thoại nói. Chủ tịch Vương, Bí Thư Triệu hỏi chúng ta đang ở đâu, tuy anh ta không nói rõ nhưng tôi nghĩ là bọn họ đang chờ đón chúng ta ở vùng Giáp Xanh. Bí Thư Triệu này đúng là, không phải đã bảo bọn họ cứ chờ ở huyện Ủy sao. Vương Tử Quân khẽ nhíu mày rồi trầm giọng nói. Lý Cẩm Hồ sao lại không thấy biểu hiện có chút mất kiên nhẫn của Vương Tử Quân. Nhưng hắn dù thế nào cũng không mở miệng, hắn cũng có chút phản cảm với lễ tiết và quy củ nghênh đón lãnh đạo trong quan trường, nhưng dù sao hắn cũng từng công tác ở hai cấp huyện thị, cũng biết rõ nổi khổ tâm của cán bộ cơ sở, cũng thật sự không dễ dàng gì. Tuy Vương Tử Quân đã phân phó nhóm người dưới huyện Lâm Hoàn chờ ở trong huyện ủy, thế nhưng Bí Thư Triệu cũng không dám làm như vậy. Người ta cam chịu để cho lãnh đạo phê bình chứ nhất quyết không ở trong huyện ủy chào đón lãnh đạo. Nói đúng ra thì chỉ có lãnh đạo đứng đầu Đảng ủy chính quyền thành phố mới nhận được đãi ngộ lãnh đạo huyện ủy ra tận địa giới tiếp đón. Nhưng có vài vị thường ủy cực kỳ cường thế xuống tuyến dưới thì cũng được tiếp đãi vượt qua quy cách, bây giờ không phải Vương Tử Quân cũng là như vậy sao? Lý Cẩm Hồ nghĩ đến giọng điệu của bí thư Triệu khi gọi điện thoại đến cho mình, hắn không khỏi vô thức nhìn sang Vương Tử Quân càng cảm thấy bội phục lãnh đạo của mình sát đất. Trong quan trường chú ý quan uy, có nhiều kẻ giả vờ tôn trọng lãnh đạo, nhưng cũng có những kẻ thật sự nói gì nghe nấy. Căn cứ vào giọng điệu của bí thư triệu thì Lý Cẩm Hồ biết rõ vị người này đã đặt địa vị của vương tử quân ngang bằng với các vị lãnh đạo đứng đầu đảng ủy chính quyền thành phố Đông Bộ. Vương tử quân vào thành phố Đông Bộ hơn 2 tháng đã mở ra cục diện công tác cho chính mình, điều này làm cho Lý Cẩm Hồ thật sự bội phục. Hắn là người công tác lâu năm ở huyện Lô Bắc, Hắn biết một người mới đến nhận chức sẽ rơi vào tình huống khó khăn như thế nào. Trước hết là không thể trêu vào, nếu tìm thì tôi trốn, lại bị các vị cán bộ địa phương tạo ra khoảng cách như gần như xa, còn bị người ta cô lập, cho ra diệt tất cả thật sự làm cho người ta khó thể chịu được. Nếu muốn tìm được tiếng nói của mình trong phạm vi được phân công, có sức mạnh riêng, có lực tác động thì phải cần cố gắng và trả giá rất nhiều. Chủ tịch Vương, bí thư Triệu bọn họ rõ ràng là Tuy Lý Cẩm Hồ nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng cũng không dám dừng lại, hắn chờ Vương Tử Quân nói xong thì chuẩn bị giải thích. Cẩm Hồ, tôi biết rõ điều này, cán bộ tuyến dưới cũng không dễ dàng gì. Vương Tử Quân cười cười vung tay cản Lý Cẩm Hồ lên tiếng rồi nói tiếp. Chủ tịch Vương, hôm nay phòng lao động thương binh xã hội lại gọi điện thoại đến, hỏi xem anh có rảnh không, mời anh đến kiểm tra chỉ đạo công tác. Lý Cẩm Hồ thấy Vương Tử Quân không muốn bàn đến chuyện ở huyện Lâm Hoàn, Hắn nhanh chóng thay đổi chủ đề. Đến phòng lao động thương binh xã hội kiểm tra thị sát. Vương Tử Quân khoát tay áo nói, nói là những ngày này tôi không rảnh, bọn họ cứ làm tốt công tác của chính mình là được. Trở về tôi sẽ nói với bọn họ. Đúng rồi, trưởng phòng Tần của phòng xây dựng tự mình đến tìm, nói rằng mời chủ tịch đến kiểm tra tình hình chuẩn bị cho công tác xây dựng trung tâm thương mại. Lý Cẩm Hồ mở sổ tay của mình ra rồi nói tiếp, trước mắt đang tiến hành lựa chọn đơn vị xây dựng, bọn họ muốn nghe ý kiến của anh. Vương tử quân không nói gì nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười chế nhạo. Hắn trầm ngâm một lát, sau đó mới nói với Lý Cẩm Hồ ở bên cạnh. Thư ký trưởng Cẩm Hồ, anh cứ phụ trách chuyện này cho tôi, những chuyện khác thì không cần xen vào, nhưng cần phải đốc xúc bọn họ cho ra phương án đúng thời hạn, sau đó làm việc theo phương án là được. Sau khi hạng mục xây dựng trung tâm thương mại dành cho người đi bộ được hội nghị thường ủy thông qua, sau khi Vương Tử Quân tranh thủ được hạng mục thì giống như rút tay mặc kệ. Ngoài nắm chặt phương hướng thì hắn chưa từng thò bàn tay vào bất kỳ công đoạn nào, dù là lúc đấu thầu cũng là như vậy. Giống như một hạng mục cực kỳ quan trọng mà hắn mất hết tâm tư để có được lại biến thành một thứ gì đó chẳng đáng nhìn. Chủ tịch Vương đã đến thành phố Đông Bộ, phía trước có người nghênh đón. Thái thần bân khẽ giảm tốc độ xe rồi trầm giọng nói với vương tử quân. Vương tử quân căn bản đã nói xong ý nghĩ của mình, lúc này chợt nghe thấy thái thần bân lên tiếng thì nhìn qua cửa sổ, đúng lúc thấy một hàng xe dừng lại ven đường ở vùng giáp danh với huyện Lâm Hoàn. Đứng trước hàng xe kia là hơn chục vị cán bộ mặc trang phục không đồng nhất, bọn họ đang cười cười nói nói nghị luận gì đó. Khi xe của vương tử quân xuất hiện thì đám người kia giống như nhận được tin tình báo, bọn họ đều trở nên nghiêm túc, ánh mắt nhìn về phía chiếc xe của Vương Tử Quân. Chạy đến đó, Vương Tử Quân tuy không thích tình huống tiếp đón thế này, nhưng lãnh đạo huyện Lâm Hoàn ra đây nghênh đón cũng vì muốn hoan nghênh lãnh đạo, tuy hắn không thích nhưng cũng biết rõ nổi khổ của lãnh đạo cơ sở, cũng biết câu bàn tay không đánh vào mặt cười. Xe còn chưa dừng lại ổn định thì một người đàn ông trung niên mập mạp tươi cười đi về phía cửa sau. Khi Vương Tử Quân xuống xe thì người đàn ông trung niên nhanh chóng cười nói. Chủ tịch Vương, hoan nghênh, hoan nghênh ngài đến huyện Lâm Hoàn kiểm tra thị sát. Tin tức ngài đến vừa truyền xuống đã làm cho cán bộ và quần chúng huyện Lâm Hoàn chúng tôi cực kỳ phấn chấn, vì mong muốn được gặp lãnh đạo sớm hơn, thế cho nên ban ngành chúng tôi mới quyết định ra đây đón ngài. Bí thư triệu cười rộ lên thật sự làm cho người ta sinh ra hảo cảm, lúc này hắn lại đi thẳng vào vấn đề nói lý do mình ra đây nghênh đón, điều này làm cho vương tử quân không biết nói gì hơn. Sau khi bắt chặt tay bí thư triệu thì vương tử quân nói bí thư triệu chỗ này cũng không phải địa điểm nói chuyện chúng ta lên xe rồi nói nghe vương tử quân tỏ ý cho mình lên xe thì bí thư triệu cảm thấy rất vui tuy hắn cũng không phải không có chỗ dựa trong thành phố thế nhưng hắn cũng không muốn để vị phó chủ tịch thường vụ có thanh danh và lực lượng cực mạnh có ý kiến với mình đồng thời hắn cũng cảm thấy cực kỳ chờ mong với tình huống mình có thể tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với vị phó chủ tịch này lý cẩm hồ leo lên chiếc xe phía sau Bí thư Triệu Thư Hà ngồi vào vị trí của hắn trước đó. Triệu Thư Hà là một bí thư huyện ủy huyện Lâm Hoàn, hắn lên tiếng bằng giọng điệu tràn đầy nhiệt tình và tôn trọng. Hắn vừa báo cáo công tác với Vương Tử Quân, vừa đại biểu lòng kính ngưỡng của mình với lãnh đạo. Vương Tử Quân nghe những lời nói nịnh hót của Triệu Thư Hà mà chỉ cười nhạt, tuy hắn cũng không thích thái độ của đối phương, thế nhưng cũng không coi đó là phản cảm. Chủ tịch Vương Năm nay huyện Lâm Hoàn chúng tôi cố gắng toàn lực để chứng thực tinh thần văn kiện của khối chính quyền thành phố, kiên quyết toàn tâm toàn ý phát triển kinh tế, tăng cường kêu gọi đầu tư, đẩy kinh tế huyện Lâm Hoàn tiến vào trong một giai đoạn phát triển mới. Triệu Thư Hà đã sớm chuẩn bị sẵn, hắn lên tiếng với Vương Tử Quân, đều là những câu nói cực kỳ có khí phách, cực kỳ có lực. Vương Tử Quân cười cười nói, Bí Thư Triệu, huyện Lâm Hoàn các anh có thái độ tốt đẹp như vậy, tôi tin rằng các anh chỉ cần đi theo tư tưởng này, như vậy công tác kinh tế năm nay nhất định sẽ có phát triển vượt bậc. Triệu Thư Hà tuy vẫn nở nụ cười rạng rỡ, có vẻ rất thoải mái, thế nhưng thực tế thì trong lòng hắn cũng không được thoải mái như vậy. Trước khi nghênh đón Vương Tử Quân thì hắn đã tìm hiểu được nhiều tin tức về vị phó chủ tịch thường vụ hùng mạnh này, biết rõ đây là một lãnh đạo không dễ hầu hạ, hắn chỉ sợ mình có vấn đề gì đó rồi lưu lại ấn tượng xấu cho lãnh đạo. Bây giờ Triệu Thư Hà thấy Vương Tử Quân tỏ ra thỏa mãn với những lời báo cáo của mình, hắn thật sự thở dài một hơi. Thầm nghĩ chủ tịch vương cũng không quá nghiêm khắc, xem ra đó chỉ là lời đồn đãi mà thôi. Nhưng hắn cũng không dám khinh thường, không dám lơi lỏng, vì như vậy chính là tối kỵ. Huyện Lâm Hoàn có thể nói đã chuẩn bị sẵn với tình huống vương tử quân xuống nghiên cứu thị sát, tuy huyện thành không quá lớn nhưng lại được quét dọn cực kỳ sạch sẽ, tất cả hàng quán đều không lấn chiếm lòng đường, nhìn qua sẽ thấy khung cảnh thật sự văn minh. Từ sáng đến trưa thì bí thư Triệu Thư Hà và các vị phó chủ tịch, phó chủ tịch huyện đều đi theo bên cạnh Vương Tử Quân. Khi đến huyện Lâm Hoàn thì Vương Tử Quân mới hiểu rõ về tình huống nơi này, biết rõ chủ tịch huyện vừa mới đến thành phố nhận chức, bây giờ khối chính quyền thành phố rơi vào tình cảnh rắn mất đầu. "Chủ tịch Vương, bây giờ đã là giữa trưa, chúng ta cũng nên dùng cơm rồi nghỉ ngơi một chút." Triệu Thư Hà cố ý đưa mắt nhìn trời, sau đó khẽ lên tiếng trưng cầu ý kiến của Vương Tử Quân. Vậy thì chúng ta đi dùng cơm, nói thật thì tôi cũng đã có chút đói bụng. Vương Tử Quân lần này đến đây cũng không phải là kiểm tra công tác, mà là nghiên cứu công tác, còn có một mục đích quan trọng hơn, chính là muốn quen mặt các vị lãnh đạo huyện Lâm Hoàn. Sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục của Vương Tử Quân thì Triệu Thư Hà trừng mắt với vị chủ nhiệm văn phòng huyện ủy đi theo sau lưng mình. Vị chủ nhiệm văn phòng huyện ủy chỉ cần nhìn là hiểu ý của lãnh đạo, thế là nhanh chóng đi ra ngoài lấy điện thoại sắp xếp công tác mọi người ngồi lên chiếc xe 30 chỗ của huyện Lâm Hoàn, bầu không khí trong xe khá thoải mái. Đám lãnh đạo huyện Lâm Hoàn lúc này cảm thấy thả lỏng hơn một chút, dù sao thì tình huống chủ tịch vương xuống kiểm tra cũng không xuất hiện cạm bẫy, đây chính là một kết quả rất tốt với bọn họ. Sau đó sẽ là tiếp đái lãnh đạo trên bàn rượu, bọn họ đều là những người cực kỳ có kinh nghiệm tiếp rượu lãnh đạo, tất nhiên sẽ là quen việc dễ làm, sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Đám người triệu thư hà luôn lên tiếng nịnh nọt lãnh đạo, Bầu không khí trong xe thật sự rất nhiệt liệt. Vì lúc này không ai nhắc đến công tác, thế cho nên dù là Vương Tử Quân hay nhóm Triệu Thư Hà đều thả lỏng tinh thần. "Chủ tịch Vương, huyện Lâm Hoàn chúng tôi dù đang cố gắng phát triển kinh tế, thế nhưng người trong huyện đã được ăn ngon mặc đẹp hơn xưa." Phó bí thư huyện ủy Lâm Tiếu Đông ngồi trên một chiếc ghế sát bên cửa sổ ở phía sau, hắn cũng không quan tâm đến cơ thể mập mạp của mình mà cười ha hả nói với Vương Tử Quân. Vương tử quân cũng không bài xích những câu chuyện thế này, hắn biết có rất nhiều nhận thức được rút ra từ trong những tình huống trò chuyện bình thường thế này. Hôm nay tôi sẽ nếm thử đặc sản của huyện Lâm Hoàn, nhưng tôi phải nói trước, các vị cũng đừng bày tiệc lớn, yêu cầu của tôi là có bao nhiêu món trên bàn phải ăn hết mới được. Kết! Tiếng thắng gấp vang lên chói tai, xe nhanh chóng dừng lại, vương tử quân thì còn khá tốt, vị phó chủ tịch ngồi phía trước thiếu chút nữa đã ngã lăn xuống triệu thư hà dù không có vấn đề gì nhưng vẻ mặt cũng không khỏi biến đổi chuyện gì xảy ra triệu thư hà trầm mặt hỏi tên lái xe ở phía trước bí thư triệu phía trước có người chặn xe lái xe cũng thật sự rất sợ hãi lái xe cho lãnh đạo thì có rất nhiều lợi ích nhưng trách nhiệm cũng không kém hắn là một lái xe có thâm niên nhưng hôm qua chủ nhiệm văn phòng huyện ủy đã đặc biệt đến nói chuyện với hắn nói hắn phải lái xe cho tốt nhất định phải đảm bảo an toàn cho lãnh đạo trên đường đi hắn luôn lái xe cực kỳ cẩn thận, thật sự sợ phát sinh sai lầm, cũng không ngờ lúc đi thì không có vấn đề, nhưng lúc về lại có sự cố phát sinh. Nhưng tên hắn cũng là lái xe có thâm niên, khi nghe thấy bí thư Triệu Thư Hà lên tiếng thì nhanh chóng trả lời. Có người đón đường, lúc này vẻ mặt đám cán bộ huyện Lâm Hoàn đều biến đổi, đón đường vì cái gì? Không phải muốn cáo trạng sao? Trong đầu đám lãnh đạo đều có ý nghĩ như vậy, thế là đám người tranh thủ nhìn qua cửa sổ. Có vài người nam nữ đang quỳ ở trên đường gần đến nhà khách huyện Lâm Hoàn, người đàn ông đi đầu còn cầm lấy một mảnh giấy lớn viết một chữ oan. Khi thấy đám người kia thì vẻ mặt bí thư Triệu Thư Hà chợt biến đổi. Lúc này Vương Tử Quân cũng nhìn ra bên ngoài, khi thấy vẻ mặt Triệu Thư Hà biến đổi thì trong lòng khẽ động, thầm nghĩ có lẽ sự việc này có liên quan đến bí thư Triệu. "Chủ tịch, chúng tôi bị oan mà không biết kêu oan ở đâu, các người phải lên tiếng giúp cho dân đen chúng tôi." Lâm nhị cường ỉ vào người anh làm quan mà đánh con tôi trọng thương nhưng không ai quan tâm, mong ngài chủ trì xử lý cho chúng tôi. Người đàn ông quỳ gối hàng đầu tiên thấy chiếc xe 30 chỗ dừng lại thì cũng không chú ý đến đám nhân viên công tác tiến lên lôi kéo, hắn nhanh chóng chạy về phía chiếc xe, vừa chạy vừa hô lớn. Vương tử quân nhìn người kia xông lên mà cau mày, hắn đứng lên khỏi ghế. Tuy hắn cũng không hy vọng mình rơi vào tình huống bao thanh thiên bị dân chặn đường kêu oan, thế nhưng bây giờ người ta đã chặn ngay đầu xe, hắn không thể không đi xuống. Chủ tịch Vương, chuyện này. Triệu Thư Hà muốn lên tiếng nhưng nhìn vẻ mặt của Vương Tử Quân thì nuốt câu nói của mình vào trong bụng. Đám lãnh đạo huyện Lâm Hoàn thấy Vương Tử Quân xuống xe thì cả đám cũng đi theo với vẻ mặt cực kỳ trầm trọng. Dù là người nào cũng không cảm thấy thoải mái, một tình huống tiếp đãi lãnh đạo đang diễn ra êm đẹp thì rơi vào tình cảnh này, nếu Chủ tịch Vương nổi giận thì cũng không biết sẽ bị phê bình như thế nào sự việc cũng không có gì phức tạp, đó là một gia đình họ trịnh, con trai vì có chút tranh cãi với một người tên là Lâm Nhị Cường mà phát sinh xung đột, bị vài người đánh cho nhập viện, bây giờ còn đang chữa trị trong bệnh viện. Khốn nổi tên Lâm Nhị Cường kia lại chẳng có chuyện gì, hơn nữa còn kiêu ngạo đi đến bệnh viện dọa cả nhà bọn họ. Lâm Nhị Cường kiêu ngạo như vậy cũng là vì có người anh làm phó bí thư huyện ủy, là Lâm Khiếu Đông. Sau khi để cho nhân viên công tác khuyên bảo và đưa đám người đến cáo trạng về phòng Văn thư để xử lý, Vương Tử Quân trầm ngâm lên xe. Các vị lãnh đạo huyện Lâm Hoàn đều thở dài một hơi, nhưng lúc này vẻ mặt bí thư Triệu Thư Hà đứng bên cạnh Vương Tử Quân lại không được tốt cho lắm. "Chủ tịch Vương, tôi cần phải làm kiểm điểm, bị cáo Lâm Nhị Cường là em trai của tôi, tôi yêu cầu tổ chức điều tra sự kiện này, nếu thật sự giống như những gì anh Trịnh đã nói, tôi sẽ không có ý kiến với tất cả quyết định xử lý Lâm Nhị Cường." còn bản thân tôi cũng kiên quyết phục tùng quyết định của tổ chức. Lâm khiếu đông chờ vương tử quân ngồi xuống rồi nhanh chóng đi đến bên cạnh, hắn trầm giọng nói. Vương tử quân khẽ gật đầu nói. Chuyện này đã phát sinh ở huyện Lâm Hoàn, vậy thì các anh điều tra cho rõ ràng, tôi chỉ có ý kiến là không bỏ qua cho kẻ xấu nhưng cũng đừng gây oan uổng cho người tốt. Triệu Thư Hà nghe thấy vương tử quân ra chỉ thị như vậy thì trong lòng thầm thả lỏng, lãnh đạo giao cho huyện điều tra sự việc, chứng tỏ vẫn rất tín nhiệm ban ngành huyện Lâm Hoàn. Hắn vội vàng bày tỏ thái độ với Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, ngài cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ điều tra cho tốt, sẽ cho quần chúng một câu trả lời thuyết phục. Mưa gió xem như đã qua đi, nhà khách đã chuẩn bị sẵn thức ăn, nhưng dù nhóm người triệu thư hà có làm thế nào để tô đậm bầu không khí cũng không mấy hiệu quả, bữa cơm này thật sự khá đẻ nén. Sau khi dùng cơm thì Vương Tử Quân dựa theo sắp xếp trước đó vào nghỉ ngơi trong nhà khách. Tuy nhà khách huyện Lâm Hoàn nhìn qua có vẻ khá cố nát thế nhưng bên trong lại rất tốt, gian phòng chiêu đãi vương tử quân cũng đạt đến cấp bậc khách sạn ở thành phố Đông Bộ. Nhóm người triệu thư hà đưa vương tử quân đến phòng rồi rời đi, lúc này trong phòng vương tử quân chỉ còn lại Lý Cẩm Hồ và triệu quốc lương. Triệu quốc lương đuổi nhân viên phục vụ ra ngoài, chính mình rót trà cho vương tử quân và Lý Cẩm Hồ, sau đó đứng bên cạnh nghe vương tử quân nói chuyện với Lý Cẩm Hồ. Chủ tịch vương, Sao tôi lại thấy sự việc lần này không quá đơn giản vậy?" Lý Cẩm Hồ nâng ly trà lên uống một ngụm rồi cười ha hả nói. Vương Tử Quân khẽ dựa lưng lên ghế sa lông mềm mại, sau đó tùy ý nói. "Chuyện này tất nhiên là không đơn giản, anh cảm thấy nếu hành tung của chúng ta không bị lộ ra, bọn họ sẽ có thể trùng hợp đến chặn xe của tôi sao?" Triệu Quốc Lương đã công tác khá lâu nhưng đại đa số thời gian đều ở cơ quan, cũng không hiểu rõ tình hình bên dưới. Tuy hắn cảm thấy sự việc có chút kỳ quặc, thế nhưng cũng không ngờ có người sắp xếp chuyện này. Cố ý sắp xếp là vì cái gì? Dù nghi vấn này liên tục bùng nổ trong lòng triệu quốc lương, thế nhưng hắn cũng không hỏi. Hắn hiểu bổn phận của mình, những gì không nên hỏi thì tuyệt đối không được hỏi. Cầm hồ, xem ra có người muốn dùng tôi làm dao cắt thịt. Vương tử quân cười ha hả nói với Lý Cầm Hồ. Lý Cẩm Hồ cười nói. Chủ tịch, Người này thật to gan lớn mật, muốn mượn tay của ngài để xử lý đối thủ cạnh tranh, thật sự là quá điên cuồng vì vị trí trước mắt rồi. Vương tử quân cười cười cũng không lên tiếng, nhưng vẻ mặt của hắn làm cho Triệu Quốc Lương là một người cực kỳ quen thuộc lãnh đạo biết rõ một vấn đề, đó là chủ tịch vương đang rất mất hứng. Vương tử quân thật sự mất hứng, chuyện đón xe cáo trạng kia là không quá lớn nhưng hắn thật sự không thích người ta có ý nghĩ lợi dụng mình như vậy, Đặc biệt là lợi dụng hắn để triệt hạ đối thủ cạnh tranh, càng làm cho hắn tức giận. Tưởng mình là kẻ ngốc thích lừa gạt sao cũng được à? Vương Tử Quân tiếp nhận một phần văn kiện về tình huống phân công trong ban ngành huyện Lâm Hoàn, sau đó đưa mắt xem xét. Khi Vương Tử Quân đang xem xét bảng phân công thì ở một gian phòng dưới lầu nhà khách huyện Lâm Hoàn có vài người đang nói cười vui vẻ, nếu như Vương Tử Quân có mặt ở đây, hắn sẽ phát hiện đám người ngồi đây có một nửa đã từng tham gia nghênh đón mình. Bí thư Trần, sự kiện như vậy xảy ra, không biết tên họ Lâm kia còn gì để kiêu ngạo. Chức vụ chủ tịch huyện đã là vật trong tay hắn, bây giờ xem ra đã rất khó nhận, dù thế nào cũng bị vị chủ tịch vương kia đánh văng ra khỏi miệng. Đúng vậy, anh còn chưa thấy rõ vẻ mặt của tên họ Lâm kia, tuy hắn làm kiểm điểm với vương tử quân, nói rằng sẽ chịu trách nhiệm, thế nhưng chỉ cần nhìn vào là biết đang cực kỳ sợ hãi. Hi hi, còn giả vờ làm người rắn giỏi, tôi thấy đừng nói là chức vụ chủ tịch huyện, chỉ sợ khó giữ lại chức phó bí thư của mình. Tình huống vừa rồi đã đủ làm cho hắn sặc chết, nghe nói vị chủ tịch Vương này đến thành phố chúng ta và cực kỳ có quyền lên tiếng, hơn nữa tác phong rất hùng mạnh. Một vị lãnh đạo như vậy chú ý đến sự kiện này, như vậy tên họ Lâm kia sẽ có ngày lành tháng đẹp sao? Vài người lên tiếng, ai cũng cười vui hớn hở, nhưng người ngồi ở vị trí trung tâm là phó bí thư huyện ủy chủ khảo công tác tư pháp Trần Tiến lượng lại không quá thoải mái gương mặt liên tục biến đổi, ánh mắt xoay chuyển. Sau khi đám người chung quanh nói xong thì hắn mới do dự lên tiếng. Các anh cảm thấy chủ tịch Vương có thể nhìn ra tình huống sắp xếp này không? Lúc này bầu không khí trong phòng đã yên tĩnh trở lại, vài người đưa mắt nhìn nhau, có một người đàn ông gầy gò nói. Nhìn ra được thì thế nào, anh ta chưa quen thuộc tình huống ở huyện Lô Bắc, dù có biết cũng không có chứng cứ, cũng không làm gì được, anh xem có đúng không? Trần Tiến Lượng khẽ gật đầu. Cũng vì lý lẽ này, dù vương tử quân biết đó là tình huống chĩa vào lâm khiếu đông thì cũng chỉ giả vờ ngây ngốc xử lý cho qua, thế là nó biến thành vũ khí để nhóm mình đánh bại lâm khiếu đông. Tút tút tút, chuông điện thoại vang lên, Trần Tiến Lượng nhanh chóng cầm lấy điện thoại, sau khi nhìn kỹ dãy số gọi đến thì trên mặt nở nụ cười sáng lạn. Hắn khoát tay với những người ở bên cạnh mình, sau đó cười nói vào trong điện thoại. Chào Bí Thư La, tôi là Tiến Lượng. Tiến Lượng à, thế nào rồi, âm thanh từ điện thoại vang ra rất trầm ổn, làm cho người ta nghe mà sinh ra cảm giác thoải mái. Bí thư la, đã làm rất tốt. Trần Tiến Lượng ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Chủ tịch Vương đã hạ chỉ thị, sẽ điều tra rõ vụ này, tuyệt đối không buông tha cho người xấu, cũng không để người tốt bị oan. Người ở đầu dây bên kia sau khi nghe lời trần thuật của Trần Tiến Lượng thì trầm ngâm một chút rồi nói. Chủ tịch Vương của chúng ta rõ ràng là một vị lãnh đạo cực kỳ có trình độ. Trần Tiến Lượng đối mặt với một câu nói không đầu không đuôi như vậy chỉ có thể chọn phương pháp trầm mặc, đối với hắn thì lúc này không nói gì mới là phù hợp. Đầu dây bên kia tiếp tục nói thêm hai câu thì cúp điện thoại, nhưng cuộc điện thoại này giống như cho Trần Tiến Lượng ăn thuốc an thần, hắn nhìn thoáng qua vài người đồng sự của mình rồi nói: "Vừa rồi bí thư La nói chuyện này trên cơ bản đã hoàn thành, bây giờ thời gian vẫn còn sớm, chúng ta trước tiên cứ giải trí đã." "Đúng." hôm nay chúng ta phải cùng bí thư Trần vui vẻ một bữa, cầu chúc cho bí thư Trần nhanh chóng thăng chức. Đám người đã chuẩn bị sẵn mặt trược, bây giờ có người lên tiếng thì bọn họ bắt đầu cùng chơi với Trần Tiến Lượng, những âm thanh rộn rã liên tục vang lên. 3 giờ rưỡi chiều, vương tử quân tỉnh lại, hắn đi ra rửa mặt, đúng lúc nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên. Chủ tịch vương Bí thư Triệu và bí thư Lâm của huyện Lâm Hoàn có chuyện muốn báo cáo với anh, bọn họ đã chờ một giờ rồi. Triệu Quốc Lương đẩy cửa đi vào rồi khẽ báo cáo với Vương Tử Quân. "Cậu nên đánh thức tôi, sao lại để người ta chờ lâu như vậy?" Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Triệu Quốc Lương rồi trầm giọng nói. Triệu Quốc Lương cười cười, cũng không nói gì. Hắn biết rõ đây cũng không phải là Vương Tử Quân phê bình mình, mà là nói cho bí thư Triệu Thư Hà và Lâm Khiếu Đông ở bên ngoài nghe rõ. Là một thư ký đôi khi không những hưởng vầng hào quang từ trên người lãnh đạo, càng phải tạo điều kiện cho lãnh đạo Chủ tịch Vương, anh không thể trách thư ký triệu, là tôi không cho cậu ấy gọi ngài. Hôm nay ngài quá bận rộn ở huyện Lâm Hoàn, dù thế nào cũng phải nghỉ ngơi cho đủ. Triệu Thư Hà thấy Vương Tử Quân đi ra cửa thì vội vàng đi vào, vừa đi vừa phân bua cho Triệu Quốc Lương. Vương Tử Quân nhìn hai người Triệu Thư Hà tiến vào, hắn cười ha hả nói. Hai anh đúng là, rõ ràng ứng với câu 500 năm trước là một nhà, ngay cả chút chuyện nhỏ như vậy cũng chịu trách nhiệm dùm cho cậu ấy, Quốc Lương, cậu nên cảm tạ bí thư Triệu, hôm nay tôi nể mặt bí thư Triệu mà không truy cứu chuyện này." Triệu thư Hà nghe thấy Vương Tử Quân nói như gió xuân, thế là càng có thêm vài phần nghiêm túc. Trong lòng thầm nghĩ, bí thư Vương nhìn thì có vẻ còn trẻ nhưng phương diện đối nhân xử thế lại không kém, hèn gì mới đến 2 tháng đã bắt đầu đứng vững gót chân ở hội nghị thường ủy. "Cảm ơn bí thư Triệu, kính mong sau này bí thư Triệu quan tâm nhiều hơn." Triệu Quốc Lương thành thật nói lời cảm tạ với Triệu Thư Hà theo sắp xếp của Vương Tử Quân, chỉ là một câu nói đơn giản đã kéo quan hệ của ba người lại gần hơn. Sau khi nói vài lời quan tâm đến giấc ngủ của Vương Tử Quân, Triệu Thư Hà lấy một phần tài liệu ra đưa cho Vương Tử Quân rồi nói. Chủ tịch Vương, sau khi ngài cho ra lời sắp xếp thì Cục Công an chúng tôi đã điều động binh hùng tướng mạnh đi xâm nhập điều tra. Theo như những gì điều tra được thì những gì trịnh bản thiện phản ánh là thật, bây giờ Lâm Nhị Cường đánh người gây ra thương tích đang bị câu lưu xử lý theo pháp luật. Mặt khác, đồn trưởng Lý Đắc Thắng đồn công an huyện Thành đã lơ là nhiệm vụ, cũng bị cục công an tiến hành điều tra, nếu như có phát hiện tình huống gì khác, nhất định sẽ nghiêm trị không tha. Triệu Thư Hà nói xong thì cúi đầu. Chủ tịch Vương, đối với chuyện này thì một bí thư huyện ủy như tôi cần phải chịu trách nhiệm, nếu như tôi không công tác bất lực, cũng không xảy ra chuyện này. Vương Tử Quân đặt tài liệu xuống bàn rồi nói. Anh Triệu, tôi cũng từng công tác dưới huyện, công tác trong huyện cũng không phải dễ làm. Là một bí thư huyện ủy là một người chăm lo cho nhân dân cả huyện, nếu như chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng phải nhìn vào chầm chăm, chỉ sợ sẽ mệt chết. Cảm ơn Chủ tịch Vương đã hiểu, ngài nói như vậy thật sự làm tôi thở dài một hơi. Có một người lãnh đạo như ngài, chúng tôi thật sự cảm thấy rất vinh hạnh. Dù ngài hiểu và thông cảm cho cán bộ tuyến huyện chúng tôi, thế nhưng tôi thật sự có trách nhiệm ở sự kiện lần này triệu thư hà vừa nói vừa cười chủ tịch vương tôi đã lên tiếng với đồng chí lâm khiếu đông đồng chí tiếu đông thật sự không biết chuyện này nhưng chuyện lần này thật sự là em của anh ấy đã lấy danh nghĩa của anh để làm loạn vì vậy kính mong lãnh đạo phê bình anh triệu chuyện này chính các anh xử lý là được tôi chỉ có một yêu cầu đó chính là lấy đó làm gương căn bản không để sự việc tiếp tục phát sinh vương tử quân khoát tay với triệu thư hà rồi trầm giọng nói Triệu Thư Hà nhìn gương mặt với nụ cười của Vương Tử Quân, lúc này hắn càng thêm nghiêm túc. "Chủ tịch Vương cứ yên tâm, tôi đảm bảo sự kiện này sẽ không phát sinh lần nữa, nếu như để cho tình huống tiếp diễn thì tôi cũng yêu cầu ngài xử lý." Vừa rồi Triệu Thư Hà còn có tâm tư quấn lấy Vương Tử Quân, để cho Chủ tịch Vương tiếp kiến Lâm Khiếu Đông. Nhưng lúc này nhìn vẻ mặt biến đổi đột nhiên của Vương Tử Quân, hắn phải áp chế chút tâm tư của mình. Tuy hắn rất tình nguyện để Lâm Khiếu Đông làm trợ thủ của mình, trở thành chủ tịch huyện Lâm Hoàn, thế nhưng bây giờ chuyện này khá mong manh, mà hắn cũng không muốn vì một lâm khiếu đông mà đánh mất đi mối quan hệ hòa hợp với vị phó chủ tịch thường vụ thành phố này. Vương Tử Quân cũng không muốn dây dưa quá nhiều ở phương diện này, hắn cùng Triệu Thư Hà bàn bạc nói chuyện hơn nửa giờ, sau đó cũng không quan tâm đến lời mời ở lại của ban ngành huyện Lâm Hoàn, xe chạy về thành phố Đông Bộ. Sự kiện nhân dân ra chặn xe ở huyện Lâm Hoàn thật sự chỉ như một chuyện nhỏ nhặt, Vương Tử Quân căn bản không quá quan tâm. Nhưng ngày hôm sau Nhật Báo Đông Bộ lại đăng tải tin tức này, thế là Vương Tử Quân biết người ta đang lợi dụng mình. Vương Tử Quân đọc bản tin chặn xe cáo trạng trên Nhật Báo Đông Bộ mà cảm thấy rất bức bối. Dù bài viết ghi rõ Chủ tịch Vương xuống nghiên cứu thị sát lấy dân làm gốc, nói những lời quan tâm đến nhân dân, thế nhưng hắn biết đó không phải là trọng điểm, trọng điểm của bài viết chính là sáu chữ em trai của Lâm Khiếu Đông. Sáu chữ này mới là trọng điểm bài viết của người ta, mà cái tên của vương tử quân chẳng qua chỉ là vật trung gian mà thôi. Chính hắn gặp chuyện nhưng chỉ có thể câm lặng, hơn nữa còn sinh ra nổi khổ khó nói nên lời. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Lưu Nham Phú mỉm cười đi vào, trong tay hắn là một phần nhật báo đông bộ, rõ ràng đến đây là vì chuyện này. Khi thấy vương tử quân đang đọc báo thì hắn cười ha hả nói. Thế nào, chủ tịch vương cảm thấy bài viết kia rất hay, đang đọc đi đọc lại cho đã ghiền sao. Sau sự kiện thúc đẩy phương án xây dựng trung tâm thương mại thì quan hệ giữa Lưu Nham Phú và Vương Tử Quân đã trở nên cực kỳ thân cận. Sau khi nghe được câu nói châm chọc của Lưu Nham Phú thì Vương Tử Quân cười ha hả. Tôi còn chưa phát hiện ra mình có tố chất làm một hiệp khách. Hai người nói thêm vài câu đùa giỡn, lát sau Lưu Nham Phú nhìn gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân, hắn đặt tờ báo trong tay xuống nói. "Chủ tịch Tử Quân, khi vừa đến tôi còn cho rằng anh sẽ không thể nén giận." bây giờ xem ra tôi lo lắng vô ích biện pháp tốt nhất với những chuyện thế này là căn bản không quan tâm nếu anh muốn truy cứu trách nhiệm của người ta thì sẽ càng náo loạn anh lưu anh nói rất đúng nhưng nếu chúng ta không quan tâm thì chẳng phải rất một ngạt sao vương tử quân gấp tờ báo trong tay lại hắn nâng ly nước lên làm một ngụm rồi cười cười chỉ vào tờ báo nói lưu nham phú nở nụ cười khổ sở lại nói còn có thể là sao nữa người ta chỉ là mượn đao của anh nhưng lại làm rất cẩn thận anh nếu điều tra không những không xử lý được người sợ rằng còn chọc ra một mớ phiền toái anh lưu những gì anh nói là rất đúng nhưng chúng ta cũng không nên buông thả như vậy được vương tử quân cười lạnh rồi trầm giọng nói chủ tịch vương đây chỉ là chuyện nhỏ nếu anh không nói gì thì nó cũng trôi qua lưu nham phú nhìn vương tử quân cười lạnh hắn vẫn không ngừng khuyên giải vương tử quân hiểu ý của lưu nham phú hắn khoát tay áo nói anh yên tâm, tôi sẽ không dính vào. Có nhật báo đồng bộ đưa tin, sự việc được xử lý nhanh chóng, Lâm Nhị Cường bị xử lý, anh trai Lâm Khiếu Đông tuy không tham gia nhưng cũng bị xử phạt cảnh cáo. Đám người đứng xem náo nhiệt đều cho rằng Chủ tịch Vương sẽ lướt qua sự kiện này, nhưng người thật sự biết rõ lại đang cười thầm. chương 460, biến sống thành chết. Bí thư la, ly rượu này đại biểu cho tâm ý của tôi, nếu không có ngài thì chuyện kia của tôi xem như thất bại rồi nói lời cảm tạ với ngài rõ ràng không đủ, chưa nói những gì khác, sau này bí thư La cứ nhìn vào biểu hiện của tôi là được. La Kiến Cường ngồi trên ghế, gương mặt tràn đầy nụ cười. Tuy những lời cảm tạ đã được hắn nghe thấy rất nhiều, thế nhưng lời nói của phó bí thư Trần Tiến Lượng của huyện Lâm hoàn càng làm cho hắn cảm thấy thoải mái hơn. Tất nhiên có thể đẩy một cán bộ thuộc dòng chính của mình lên vị trí chủ tịch huyện, đây là một chuyện làm cho người ta cực kỳ vui sướng nhưng càng vui vẻ hơn chính là hắn đã lợi dụng được tên vương tử quân kia, bây giờ xem như đối phương đang rất bức bối. Anh Trần, rượu này của anh tôi uống, thế nhưng cũng đừng nói lời cảm tạ, anh em chúng ta có cảm tình thế nào. Nếu anh nói như vậy rõ ràng là không hay. La Kiến Cường cũng không đứng lên, hắn tiếp nhận ly rượu được Trần Tiến Lượng đâng lên bằng hai tay, sau đó cười tủm tỉm nói. Trần Tiến Lượng rất vui vẻ với lời nói của La Kiến Cường, hắn cầm ly rượu khác kính lãnh đạo rồi nói anh la, tiểu đệ nói sai, lúc này xin tự phạt một ly. La Kiến Cường nhìn Trần Tiến Lượng uống cạn ly rượu, lúc này mới nâng ly uống một ngụm, sau đó tùy ý đặt ly xuống bàn nói. Anh Trần, anh không chỉ nên kính rượu tôi, anh còn phải đa tạ anh Mục, nếu như không có anh ấy biên tập cho anh mồi lửa cuối cùng, anh cũng không thuận lợi chiến thắng như vậy. Vâng, Bí Thư La, tôi nhất định sẽ dựa theo chỉ thị của ngài, sẽ làm tốt công tác với anh Mục. Trần Tiến Lượng thấy La Kiến Cường cho ra chỉ thị thì vỗ ngực kiên quyết nói. Bí thư La, tôi chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi, chính thức có tác dụng chính là mưu kế của anh, nếu không thì dù tôi có viết thế nào cũng không hữu dụng. Một người đàn ông trung niên hơn bốn người ngồi trên bàn rượu, hắn gieo một cặp kính, khi Trần Tiến Lượng mời rượu La Kiến Cường thì hắn chỉ cười tủm tỉm ngồi nhìn. Lúc này thấy La Kiến Cường nở lửa trên người mình, hắn vội vàng đứng lên nói. Anh Mạc, lãnh đạo đã nói rồi, quá khiêm tốn thì sẽ là kiêu ngạo. Ân tình của bí thư la thì tôi cả đời khó quên, nhưng anh Mục là người viện thủ, tôi cũng ghi nhớ trong lòng, chưa nói những thứ gì khác, ly rượu này tôi kính anh. Trần Tiến Lượng ở huyện Lâm Hoàn là người nổi tiếng không phối hợp nâng ly ở các bữa tiệc, nhưng bây giờ hắn lại tỏ ra rất hào sảng. Điều này ứng với một câu nói, có thể uống cũng không uống, không phải từ lượng thấp, căn bản là mình có thể uống nhưng phải xem uống với ai la kiến cường cười ha hả nhìn hai người trần tiến lượng và anh mục uống rượu nụ cười trên mặt rất sáng lạn tuy hắn đã nghe được nhiều lời giống như trần tiến lượng trong miêng kẻ khác nhưng bây giờ hắn vẫn cảm thấy rất thoải mái anh mạc thành thật một chút ống hết ly rượu này đi la kiến cường nhìn thoáng qua anh mạc rồi dùng giọng chân thật đáng tin nói đối mặt với tình huống cường thế của la kiến cường anh mạc đành phải ngửa mặt lên uống cạn ly với trần tiến lượng nhờ có la kiến cường làm chủ đạo mà bầu không khí trên bàn tiệc càng thêm nhiệt liệt sau khi trải qua vài vòng rượu thì trần tiến lượng cười tủm tỉm nói bí thư la hai ngày nay gương mặt lâm khiếu đông giống như hết đường con cháu vậy đừng nói đến vấn đề nổi giận hay không hôm qua hắn đi tìm gặp em trai đã cho tên kia một tát trước mặt bao người một tát thì đáng là gì lúc này vị trí chủ tịch huyện đến tay lại bay mất nếu là tôi thì dù thế nào cũng phải đánh cho tên kia gãy hai chân sau khi uống vào bụng vài ly thì anh Mạc có vẻ nói hơi nhiều, thấy Trần Tiến Lượng mở miệng thì cũng lên tiếng góp vui. À, nên nắm chặt tóc người này kéo lên tường, sau đó cho người ta húc vào đến chết, ha ha ha. Trần Tiến Lượng nở nụ cười hả hê, hắn vung vẫy ly rượu mời anh Mạc. Tuy lúc này vị khách chủ yếu nhất là La Kiến Cường, thế nhưng trên bàn rượu có một quy củ không thể xem thường, đó chính là thân phận của khách trên bàn rượu quyết định tất cả. Nếu khách là người quyền cao chức trọng, như vậy càng không dám mời nhiều vì thế lúc này trần tiến lượng muốn tỏ vẻ biết ơn chỉ có thể chĩa mũi dùi vào người tổng biên tập mạc của nhật báo đông bộ sau khi uống thêm vài ly thì bầu không khí trên bàn rượu đã tiến vào giai đoạn sưng huynh gọi đệ anh mạc đã không còn biểu hiện như lúc đầu trên mặt đã có ba phần cảm giác say hắn vung vẫy ly rượu trong tay nói anh trần chủ tịch trần anh nói lâm khiếu đông đang rất bực bội theo tôi thấy thì người buồn bực nhất chính là chủ tịch vương của chúng ta có lẽ bây giờ anh ấy đã quay về vị trí của mình, lại vô tình bị người ta đưa lên đầu súng, thật sự rất một ngạt. Nghe anh Mạc nói về Vương Tử Quân thì vẻ mặt Trần Tiến Lượng tràn đầy ngưng tụ. Dù sự kiện này hắn thực hiện theo lời của La Kiến Cường, thế nhưng điều này cũng không có nghĩa rằng hắn không kiêng kỵ Vương Tử Quân. Dù thế nào thì Vương Tử Quân cũng là một phó chủ tịch thường vụ trong thành phố Đông Bộ, uy tín của đối phương cũng đang không ngừng tăng trưởng. Ba bốn người còn lại đang nâng ly cũng khẽ dừng lại. Bọn họ đưa mắt nhìn anh Mạc và Trần Tiến Lược, bọn họ nghe được lời của anh Mạc, nhưng lại không sinh ra cảm giác kiêng kỵ giống như Trần Tiến Lược. Khi thấy bầu không khí trên bàn tiệc chợt biến đổi, Trần Tiến Lượng nhanh chóng điều chỉnh tâm tính của mình. Dù hắn thật sự cảm thấy không thoải mái vì lời nói của anh Mạc, nhưng có La Kiến Cường ngồi ở chỗ này, hắn ít nhiều cũng có chút kiêng kỵ. Nếu như hắn biểu hiện cảm giác hối hận của mình, như vậy chẳng phải là có ý kiến với La Kiến Cường sao? người kiếm ăn trong quan trường cần phải biết cách ăn uống nhỏ nhẹ nếu không biết xử lý những thứ nhỏ nhặt thì căn bản sẽ gặp thiệt thòi ở những chuyện lớn việc cũng đã làm nếu mình lại bày tỏ bộ dạng hối hận chẳng phải uổng phí công sức trước đó sao chính mình thật lòng muốn theo sát bước tiến của bí thư la không phải chỉ vì gây ra chút ấn tượng cho lãnh đạo sao hắn là người chìm nổi quan trường nhiều năm hắn biết rõ ấn tượng tốt xấu của thượng cấp với hạ cấp quan trọng như thế nào ấn tượng tốt thì nhìn sự việc giống như không thành lại có thể thành công, nếu là ấn tượng xấu, dù anh có 72 phép thần thông cũng căn bản chỉ làm hư việc mà thôi. Trần Tiến Lượng có ý nghĩ như vậy, nhưng chỉ sau nháy mắt thì hắn đã khôi phục lại bộ dạng sáng lạn như thường, hắn nâng ly lên với anh Mạc, sau đó lại nói. Tổng biên tập Mạc, đây không phải làm phiền anh sao? Tôi mời anh một ly. Cốp! Hai ly rượu cùng vào nhau, tình cảnh này rơi vào trong mắt La Kiến Cường thì càng có thêm lực tương tác. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên bên hông thư ký của La Kiến Cường, hắn là tâm phúc của La Kiến Cường, thế cho ên cũng được phá lệ ngồi trên bàn tiệc. Nhưng vị thư ký này rất khôn khéo, cũng hiểu quy củ ăn nhiều nói ít, rất ít khi chen lời các vị lãnh đạo. Chỉ là lúc này điện thoại lại giống như đường dây nóng, vài phút đã vang lên vài lần, mọi người thấy vậy cũng khó thể trách được. Thư ký tiện tay móc điện thoại ra nhìn thoáng qua dãy số, nhưng ngay sau đó hắn đã trợn trừng mắt, hắn đang ngồi chợt đứng lên nói. "Bí thư La, bí thư La." La Kiến Cường hôm nay uống không nhiều cũng không ít, đầu óc có hơi quay cuồng, hắn vung tay lên phân phó. "Có lời cứ nói, đừng như đàn bà, có gì mà rối cả lên như vậy." Trưởng phòng tưởng nhắn tin đến nói sự việc đã được quyết định, thư ký trưởng lỗ của văn phòng khối chính quyền thành phố sẽ xuống nhận chức vụ chủ tịch huyện Lâm Hoàn. Bí Thư Trần sẽ được điều đi làm Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thành phố. Viên Thư Ký tuy cảm thấy tin tức này không được tốt, thế nhưng La Kiến Cường nổi giận, hắn cũng không thể không nói, vậy là nói ra tin tức mình vừa nhận được. Trần Tiến Lượng đang cười hì hì chợt ngây cả người, lúc này hắn đã không còn cảm giác với ly rượu trên tay, hắn dùng ánh mắt chán nản nhìn Viên Thư Ký của La Kiến Cường, trong lòng lạnh như băng. La Kiến Cường đang dùng đũa đưa thức ăn lên miệng nhưng đã khựng lại, Việc này sao lại có thể rơi vào tình huống khó tưởng như vậy? Trước đó hắn đã liên hệ với bí thư tiết, khi đó bí thư tiết rất vui vẻ. Dù bí thư chưa tỏ thái độ rõ ràng, thế nhưng cũng không phản đối, chỉ nói tổ chức sẽ xem xét. Nhưng vì sao mới một ngày trôi qua mà sự việc đã diễn tiến như vậy rồi? Chưa nói đến chuyện điều một người hoàn toàn mới đến làm chủ tịch huyện Lâm Hoàn, hơn nữa còn điều Trần Tiến Lượng đến làm phó cục trưởng cục quản lý thành phố, đây tuyệt đối là chèn ép. Trần Tiến Lượng là phó bí thư huyện ủy chủ quản khối tư pháp, tuyệt đối được coi là người nắm quyền lực. Bây giờ bí thư Trần bị điều đến cục quản lý thành phố, tùy phó cục trưởng bình thường đều là cấp chính cục, nhưng nếu đẩy Trần Tiến Lượng đến vị trí này mà nói bên trong không có bất kỳ nguyên nhân gì, chỉ sợ dù là ai cũng cảm thấy cực kỳ khó tin. Lấy điện thoại ra đây, vẻ mặt La Kiến Cường chợt biến đổi, thật sự không dễ nhìn. Hắn nhận điện thoại trong tay của thư ký, sau đó ngón tay nhanh chóng bấm số. Trần Tiến Lượng dùng ánh mắt cực kỳ lo lắng nhìn La Kiến Cường gọi điện thoại, trong lòng thầm suy đoán, hắn tình nguyện tin tưởng tin nhắn mà thư ký của bí thư La vừa nhận được chỉ là một trò đùa cho vui mà thôi. Trường phòng tưởng, tôi là anh La, anh đã dùng cơm chưa? Nếu có thời gian thì cùng dùng cơm. Vẻ mặt La Kiến Cường vừa rồi còn lạnh như tiền, bây giờ khi điện thoại vừa được nối thông thì nhanh chóng nở nụ cười, gương mặt biến đổi cực nhanh, thật sự thích hợp với hai chữ trở mặt chỉ sau vài giây ngắn ngủi mà gương mặt của bí thư la đã biến chuyển cực kỳ khác nhau. Không biết tưởng tuệ minh ở đầu dây bên kia nói ra những gì mà nụ cười trên mặt la kiến cường ở bên này càng thêm sáng lạn. Dù lúc này Trần Tiến Lượng thật sự nóng lòng như lửa đốt cũng không dám truy vấn xem tin tức vừa rồi là thật hay giả. Trường phong tưởng, vừa rồi tôi đã đọc tin nhắn, đó không phải là nói đùa đấy chứ. Nếu anh muốn tôi mời khách, tôi sẽ đảm bảo thực hiện, cũng mong anh đừng trêu chọc tôi. La Kiến Cường nói rất tùy ý nhưng bàn tay cầm điện thoại lại cực kỳ dùng sức, hành động đó của hắn đã chứng minh cảm giác gấp gáp và cực kỳ coi trọng tin tức vừa nhận được. Cái gì, đó là quyết định của bí thư tiết sao? Tôi có thể hiểu phương án điều động lỗ học niên xuống làm chủ tịch huyện Lâm Hoàn, thế nhưng Tiểu Trần đang công tác tốt ở huyện Lâm Hoàn, vì sao lại điều đến làm phó cục trưởng cục quản lý thành phố? La Kiến Cường chợt đẩy mạnh âm thanh lên vài phần, một câu hỏi như vậy thật sự làm tan chảy khối băng trong lòng Trần Tiến Lượng kết cục của sự việc đã định giống như không cho anh chút hoài nghi nào khác, nếu như vừa rồi Trần Tiến Lượng còn cảm thấy có chút hoài nghi và chờ mong, nhưng nội dung cuộc điện thoại vừa rồi của La Kiến Cường đã thật sự giống như dáng một búa tạ vào lòng hắn. Trần Tiến Lượng chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, gan bàn chân sinh ra cảm giác lạnh lẽo, cơ thể trao đảo như đứng trên mây. Vương Tử Quân nói cục quản lý thành phố có chút rối loạn, cần người tăng cường quản lý, thế là muốn dịch chuyển Trần Tiến Lượng sang sao. Nhưng chuyển thì chuyển, vì sao lại từ một vị phó bí thư huyện ủy thành phó cục trưởng cục quản lý thành phố. Đây không phải là lấy tài lớn dùng vào việc nhỏ sao. La Kiến Cường thật ự quá lên với điện thoại, hai mắt đang híp lại cũng chừng lên. Tưởng Tuệ Minh ở đầu dây bên kia không biết nói gì đó mà La Kiến Cường ở bên này chậm rãi bình tĩnh lại, hắn khẽ nói với Tưởng Tuệ Minh. Trường Phong tưởng, tôi sẽ liên hệ chuyện này với bí thư tiết, khi nào rảnh, tôi sẽ mời anh dùng cơm, hôm nay xem như thiếu nợ anh một phần nhân tình la kiến cường cúp điện thoại bầu không khí trong phòng vắng lặng như tờ la kiến cường nhìn thấy mọi người đứng lên không nói lời nào hắn nở nụ cười miễn cưỡng nói thế nào vậy mọi người sao lại không ngồi xuống lúc này trần tiến lượng tuy tâm tình loạn như ma nhưng dù sao cũng là người lăn lộn quan trường lâu năm hắn nhanh chóng bình tĩnh trở lại hắn khoát tay nói đều ngồi xuống đi tất cả ngồi xuống ai còn đứng là phạt một ly. Mọi người nghe thấy La Kiến Cường nhắc nhở như vậy thì đều ngồi xuống. Đối với bọn họ thì Trần Tiến Lượng làm chủ tịch huyện cũng được, làm phó cục trưởng cũng được, cũng không liên quan gì đến bọn họ, nhưng bọn họ thật sự không có tâm tư vui vẻ sảng khoái như vừa rồi. La Kiến Cường không nói gì thêm, những người khác mà kể cả Trần Tiến Lượng cũng không dám hỏi nhiều, nhưng bầu không khí hài hòa trên bàn tiệc cũng đã không còn. Nửa giờ sau bữa tiệc rượu kết thúc, gương mặt la kiến cường thật sự có vài phần men say xem ra cũng uống không ít sau khi được đám người bao quanh đưa ra khách sạn hắn được thư ký đỡ lên xe trần tiến lượng nhìn chằm chằm vào la kiến cường hắn hy vọng lãnh đạo có thể cho mình một chỉ thị rõ ràng nhưng hắn lại thất vọng vì xe của lãnh đạo đã chạy đi hắn cũng không nhận được bất kỳ lời hứa hẹn nào từ lãnh đạo la kiến cường đi thì những người khác cũng nhanh chóng giải tán trần tiến lượng đứng ở bãi đậu xe chống trải lúc này hắn thật sự rất áo não, rất chán nản. Hắn được điều động làm phó cục trưởng cục quản lý sự vụ thành phố, biết đâu nó sẽ là một dấu chấm hỏi, sẽ là dấu ngoặc bao quanh chính mình. Hắn nghĩ đến tình huống bổ nhiệm buồn cười như vậy mà không khỏi thở hồn hền. Tuy La kiến cường không nói đến một chữ nào có liên quan, thế nhưng Trần Tiến Lượng lại thầm hiểu. Hắn nghĩ đến vị phó chủ tịch thường vụ trẻ tuổi với nụ cười vui vẻ trên môi, trong lòng hắn chợt sinh ra cảm giác lạnh lẽo sớm biết có ngày hôm nay thì trước đó không nên nghe lời la kiến cường trần tiến lượng thầm nghĩ như vậy hắn thật sự rất hối hận nhưng hắn giống như một quân cờ bị la kiến cường nắm chặt trong tay dưới sự chỉ huy của bí thư la hắn nào dám không nghe không thể không nghe đây có lẽ là nổi khổ của mình dù trần tiến lượng là phó bí thư huyện ủy lâm hoàn thế nhưng ở nhiều sự kiện hắn rơi vào tình thế rất bất đắc dĩ bạn đang đọc truyện tại truyện phun bí thư la không phải dễ chọc vào chủ tịch vương cũng không phải đối tượng mình có thể giờ đến dựa theo ý nghĩ của la kiến cường thì dù vương tử quân biết mình bị người ta lợi dụng đưa lên đầu súng nhưng vì liên quan đến thể diện mà sẽ nén giận áp chế sự việc không ngờ chủ tịch vương là người có thù tất báo trực tiếp rút củi đáy nồi làm cho la kiến cường bày ra trăm phương ngàn kế nhưng cuối cùng đều là phí công thần tiên đánh nhau thì kẻ gặp nạn đều là tiểu nhân vật trần tiến lượng nở nụ cười tự chế giễu chính mình miệng há hốc mắt lại giống như bị sát ớt cay xè và đau nhức. Một năm đẹp nhất là mùa xuân, lúc này thành phố đông bộ giống như đang lên dây cót vào mùa xuân, vận chuyển rất nhanh. Vương Tử Quân là một vị phó chủ tịch thường vụ, hắn cũng bận rộn cả ngày, đôi khi cảm thấy con người sinh ra chỉ để lăn lộn với đống công tác bù đầu. Chủ tịch Vương, đây là văn bản phòng giám sát thành phố đưa đến xin chỉ thị, mong anh xem qua một chút. Lý Cẩm Hồ cầm đến một phần văn bản đưa đến bàn làm việc của Vương Tử Quân. Vương tử quân đã cởi bỏ trang phục dày cộp vào mùa đông, lúc này mặc một bộ tây trang màu đen thật sự rất có khí độ, rất hiên ngang. Sau khi tiếp nhận văn kiện của Lý Cẩm Hồ và xem qua vài lượt, vương tử quân cười nói. Hiệu suất công tác của phòng giám sát là không tệ, cứ xử lý theo phương án của bọn họ là được. Tôi sẽ truyền lời lại cho bọn họ. Lý Cẩm Hồ cười cười, khi thấy tờ nhật báo đông bộ trên bàn làm việc của vương tử quân, hắn cười nói. Chủ tịch vương, Gần đây nhật báo Đông Bộ đưa tin rất chất lượng, xem ra vị tổng biên tập mới nhận chức có chút tài năng, rõ ràng nắm chắc hạng mục công tác của mình. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Lý Cẩm Hồ, lại dùng giọng thầm hiểu nói: "Sự thật chứng minh luân chuyển cán bộ sẽ sinh ra kết quả rất tốt, cây chuyển chết nhưng người chuyển sống. Một cán bộ ở trên một vị trí quá lâu sẽ dễ dàng sinh ra cảm giác buồn ngủ, sẽ hình thành một xu hướng tư duy không hay. Nếu chúng ta đổi vị trí công tác cho bọn họ, như vậy kết quả sẽ khác hẳn." khi đối mặt với cương vị mới thì bọn họ sẽ có áp lực mới, sẽ làm cho bọn họ sinh ra cảm giác gấp gáp, xếp bọn họ phải học tập để thích ứng với công tác mới. Ngoài ra cương vị mới còn làm cho người ta sinh ra cảm giác mới lạ, cảm giác này làm cho người ta bừng bừng khí thế, mang đến tinh thần và nhiệt tình, quan trọng nhất chính là có thể làm cho cán bộ thoát khỏi các mối quan hệ rắc rối phức tạp, có thể vùng ra khỏi mạng lưới quan hệ và lợi ích, chuyên tâm công tác. Vì vậy nhìn từ phương diện nào đó, phương án luân chuyển phân công cũng là một biện pháp rất hay để bảo vệ cán bộ. Vâng, Chủ tịch Phương, anh nói rất đúng, không biết gần đây anh có nghe qua chuyên mục như vậy trên đài phát thanh không? Nhiều phương diện công tác được đề cao rất mạnh, nếu có một chủ biên có khả năng như anh Mạc, có lẽ đài phát thanh thành phố đông bộ chúng ta sẽ phát triển tốt, sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Lý Cẩm Hồ nhếch miệng cười, nụ cười khôi hài. Đài phát thanh và nhật báo đông bộ đều tiến hành trao đổi cán bộ, Tổng biên tập nhật báo Đông Bộ đến làm phó giám đốc nắm nghiệp vụ của đài phát thanh thành phố, còn vị phó giám đốc lại đến nhật báo Đông Bộ làm phó tổng biên tập. Luân chuyển cán bộ như vậy, ngoài các cán bộ của chính ban ngành bị luân chuyển thì căn bản không được coi trọng trong thành phố Đông Bộ, thế cho nên cũng ít người biết được chân tướng sự thật. Tuy đổi chỗ và cấp bậc hai bên không quá thay đổi, nhưng chức vụ tổng biên tập nhật báo Đông Bộ và phó giám đốc đài phát thanh rõ ràng không cùng một cấp bậc. Vương Tử Quân cười cười, hắn không nhắc đến vấn đề này, đối với hắn thì sự việc liên quan đến vị tổng biên tập mặt kia đã qua, những gì nên nhớ đã nhớ, hắn cũng không phải loại người nắm mãi không buông. Đúng rồi, Chủ tịch Vương, phòng xây dựng cho ra báo cáo, nói công tác phía bên kia đã chuẩn bị tốt, bọn họ hỏi khi nào thì làm công tác tiếp theo. Lý Cẩm Hồ hít vào một hơi thuốc thật sâu rồi nói với vẻ mặt có chút ngưng trọng. Công tác di rời giải tỏa đã làm rất tốt, bây giờ chỉ cần xác định đơn vị xây dựng là có thể thi công nhưng xác định đơn vị xây dựng cũng không phải là một sự kiện đơn giản. Những năm nay đám người đầu cơ luồn cúi luôn học thuộc hai câu về thuận miệng thế này, muốn giàu phải sửa đường, muốn phát tài phải trả giá, đồng thời bọn họ cũng phải phát huy nội dung của nó đến thực hạn, cố gắng áp dụng và diễn giải đến thực hạn. Vương Tử Quân tuy không là cán bộ chủ quản khối xây dựng, thế nhưng hắn biết công trình kia là một cái bánh ngọt lớn, đám người sông đến như vịt đồng, xua đi còn không kịp, Bất kỳ người nào cũng muốn cắt ra một miếng bánh bỏ vào trong bụng, nếu như có thể độc chiếm được thì lại càng hay. Tuy đám người kia chưa ai nói rõ ràng vấn đề với Vương Tử Quân, thế nhưng điện thoại của hắn lại bận rộn, phần lớn là điện thoại đến từ các vị lãnh đạo đơn vị ban ngành. Những cuộc điện thoại kia cũng không đi thẳng vào vấn đề, nhưng ý nghĩa lại rất rõ ràng. Vương Tử Quân dù có chút phản cảm với những cuộc gọi như vậy nhưng cũng phải đối phó với từng người một. Chủ tịch Vương sự việc này cũng không phải dễ xử lý. Lý Cẩm Hồ thấy Vương Tử Quân không nói gì thì trầm ngâm một lát rồi nói. "Thế nào, Cẩm Hồ, bây giờ có người chào hỏi anh rồi sao?" Vương Tử Quân cũng không có quá nhiều cố kỵ với Lý Cẩm Hồ, thế là dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói. "Công trình thế này sẽ hấp dẫn rất nhiều người. Chủ tịch Vương, tôi cũng không nhớ rõ nhà mình có người thân ở thành phố Đông Bộ, xem ra một khi anh đặt mình vào đúng vị trí phù hợp, sợ rằng bà con cô bác sẽ lục tục xuất hiện. Lý Cẩm Hồ đưa tay ra bất đắc dĩ rồi nói tiếp. Chủ tịch Phương, tôi cũng không nhận ra những người thân thích kia, nhưng bọn họ thật sự là thân thích trong nhà, chẳng qua chỉ là nhiều năm chưa lui tới mà thôi. Dầu có ở Thâm Sơn cùng Cốc thì vẫn có họ hàng, Cẩm Hồ Anh đã là thư ký trưởng, tất nhiên sẽ xuất hiện nhiều bà con cô bác hơn. Vương Tử Quân biết rõ Lý Cẩm Hồ buồn bực không làm gì được, thế nhưng cũng không tiện vạch ra mà cười cười nói giỡn. Chủ tịch Vương, vài người thân thích đó của tôi, nói trắng ra phải là thân thích của ngài. Mục đích bọn họ tìm đến tôi chỉ đơn giản là muốn nói vài lời trước mặt ngài, muốn tìm được chén canh trong lúc phân chia hạng mục mà thôi. Hạng mục trung tâm thương mại dành cho người đi bộ thật sự hấp dẫn người ta quá lớn, càng là hạng mục như vậy thì càng có nhiều mối nguy hiểm. Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy ngài nên thúc đẩy mạnh mẽ chuyện này cho xong. Lý Cẩm Hồ nói xong ý nghĩ của mình, sau đó ném ánh mắt về phía Vương Tử Quân thúc đẩy mạnh mẽ cho xong. Lý Cẩm Hồ muốn mình chọc vào tổ ông vò vẽ này sao? Có rất nhiều người muốn tham gia hạng mục xây dựng trung tâm thương mại, nhưng cũng chỉ có một hạng mục mà thôi. Nói cách khác thì đám người kia sẽ có phần lớn không được như ý, như vậy chẳng phải dây vào không có chỗ tốt sao? Tuy Vương Tử Quân không muốn tiếp thu ý kiến của Lý Cẩm Hồ, thế nhưng hắn vẫn tiếp nhận ý nghĩ quan tâm của đối phương. Hắn cười cười nói với Lý Cẩm Hồ. Cẩm Hồ, tôi biết chuyện này, anh cứ yên tâm, Tôi hiểu rất rõ. Thấy Vương Tử Quân nói đầy tự tin như vậy thì Lý Cẩm Hồ cũng không nói tiếp, khi hai người đang đổi chủ đề thì điện thoại của Vương Tử Quân vang lên. Vương Tử Quân nhìn thấy đó là dãy số lạ, cũng không muốn nghe máy. Nhưng số điện thoại kia vẫn rất cố chấp, dù Vương Tử Quân không nghe thì vẫn tiếp tục gọi đến. Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, sau đó hắn nhấc điện thoại lên nói. Alo. Chủ tịch Vương, vì sao không tiếp điện thoại của em? có phải xem thường một cô giáo như em không? Trong điện thoại vang lên giọng nói trong trẻo của Lâm Dĩnh Nhi. Nào dám, nào dám, thật sự là vừa rồi có hơi bận. Vương Tử Quân khẽ cười, hắn tùy ý tìm một lý do nói với Lâm Dĩnh Nhi. Hừ, coi như bỏ qua cho anh, anh tưởng em không biết mình nghĩ gì sao. Được rồi, coi như em đại nhân không chấp tiểu nhân, không trừng phạt anh. Nhưng chưa hôm nay anh phải mời cơm, thế nào? Lâm Dĩnh Nhi nói như vậy thì Vương Tử Quân cũng biết nàng đang ở thành phố Đông Bộ, thế là hắn có chút trầm ngâm, lại nói: "Em muốn ăn gì, anh sẽ cho em no nê." "Vậy thì tốt quá, em công tác ở thôn rất đói bụng, lần này vào thành phố muốn ăn một bữa cơm ngon nhà phú hào như anh." "Anh nên chuẩn bị sẵn tiền." "Đúng rồi, điện thoại công cộng chỉ có thể gọi được như vậy mà thôi, cũng không thể nói nhiều thêm, lát nữa em nghĩ kỹ xem nên đi đâu dùng cơm, sau đó sẽ gọi điện thoại cho anh." Lâm Dĩnh Nhi ở đầu dây bên kia nói xong thì cúp điện thoại, Vương Tử Quân nghe thấy tiếng tút tút từ đầu dây bên kia, thế là trong đầu xuất hiện bộ dạng của Lâm Dĩnh Nhi. Nhà đầu kia đến tìm mình không phải có chuyện gì phát sinh đấy chứ? "Chủ tịch Vương, tối nay ngài có rảnh không?" Đến giờ tan tầm giữa trưa, Vương Tử Quân cũng chưa nhận được điện thoại của Lâm Dĩnh Nhi, lúc này phó chủ tịch Trương Thông lại bất ngờ đi đến phòng làm việc của hắn. Hắn nhìn gương mặt hình cầu với nụ cười phơi phới của Trương Thông, Đành phải mỉm cười nói. Chủ tịch Trương, tối hôm nay thật sự là không có thời gian. Chủ tịch Vương, anh cả ngày bận rộn, công tác không rứt ra được, không có thời gian là bình thường. Nhưng tôi đây thật sự rất mong muốn anh bớt chú thời gian, vì Tổng Giám Đốc Đinh của Tập đoàn Trấn Nguyên hôm nay chạy từ trên tỉnh xuống Đông Bộ, thật sự muốn đến nói lời thăm hỏi với anh. Trương Thông cũng không lùi bước vì lời từ chối của Vương Tử Quân, hắn vẫn lên tiếng tận tình khuyên bảo. Đinh Xuyên trụ của tập đoàn Trấn Nguyên, Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, lại nói. Chỉ sợ chỉ có thể xin lỗi giám đốc Đinh mà thôi, hôm nay thật sự là đã có hẹn. Trương Thông lần này đến mời Vương Tử Quân thật sự cảm thấy sẽ không có vấn đề, nhưng không ngờ Vương Tử Quân lại từ chối gọn gàng linh hoạt như vậy. Hắn nghĩ đến tình huống Đinh Xuyên trụ gọi điện thoại đến và mình vỗ ngực đảm bảo sẽ mời được Vương Tử Quân, thế là vẻ mặt chợt biến thành màu đỏ tím nhưng dù vẻ mặt rất khó coi thì hắn cũng không dám nói gì trước mặt vương tử quân chỉ sau nháy mắt hắn đã trở nên bình thường hắn khẽ cười nói chủ tịch vương hôm nay anh không có thời gian vậy ngày mai thì thế nào tôi thấy nên hẹn trước với anh thì hay hơn giám đốc đinh đến thành phố đông bộ chúng ta cũng không dễ dàng gì ngài cũng phải nể mặt một chút chứ phải không vương tử quân nhìn trương thông pha trò mà cười cười sau đó hàm hồ suy đoán chủ tịch trương nói đúng tôi sẽ cố gắng tuân theo chỉ thị của anh, sẽ cố gắng không để giám đốc đinh chờ lâu. Ôi, Chủ tịch Vương, anh xem mình nói gì kìa. Tôi nào dám cho ra chỉ thị với anh, tôi chỉ đến xin phép anh mà thôi, nếu nói chỉ thị thì anh phải ra lệnh cho tôi mới đúng. Trương Thông giống như đã quên cảm giác khó chịu vừa rồi, trên mặt hắn xuất hiện cảm giác rất thân mật, hắn dùng giọng nóng sốt nói với Vương Tử Quân. Hai người lại buôn chuyện thêm vài câu, Trương Thông lên tiếng cáo từ rời khỏi phòng tuy trương thông đến chỉ nói về vấn đề dùng cơm thế nhưng mục đích thật sự vẫn mơ hồ di động đinh xuyên trụ vì sao lại vội vàng chạy đến thành phố đông bộ không phải vì hạng mục trung tâm thương mại kia sao vương tử quân khẽ viết bốn chữ tập đoàn trấn nguyên vào sổ tay rồi khép lại dù đinh xuyên trụ là người mánh khóe thông thiên thì hắn vẫn không muốn dây dưa vào đối phương giữa trưa vương tử quân không nhận được điện thoại của lâm dĩnh nhi tuy hắn khá sốt ruột và liên tục an ủi mình lâm dĩnh nhi đã lớn và không có vấn đề thế nhưng cũng có chút không yên lòng chủ tịch vương triệu quốc lương đẩy cửa đi đến rồi khẽ nói với vương tử quân quốc lương giữa trưa không có chuyện gì cậu nghỉ ngơi đi triệu quốc lương hỏi thì vương tử quân hiểu ngay hắn phất phất tay với triệu quốc lương rồi đi ra khỏi phòng làm việc thái thần bân đã khởi động xe sau khi vương tử quân lên xe thì trực tiếp chạy về phía khu nhà thường ủy thị ủy sang năm mới thì phòng quản lý sự vụ cơ quan đã quét dọn sạch sẽ một căn nhà trong khu thường ủy thị ủy vương tử quân cũng không muốn ở lâu trong khách sạn đông bộ thế là chuyển vào khu nhà thường ủy thị ủy lâm dĩnh nhi không gọi điện thoại rốt cuộc là vì vấn đề gì vương tử quân đang suy tư vài chuyện hắn chợt nghĩ đến lâm dĩnh nhi hôm nay không phải chủ nhật nàng chạy đến thành phố làm gì dừng xe vương tử quân nhìn thoáng qua cửa sổ rồi trầm giọng phân phó cho thái thần bân thái thần bân dừng xe lại rất vững vàng hắn khẽ xin chỉ thị chủ tịch vương chúng ta đi sang bên kia sao trước tiên chờ một chút vương tử quân nhìn lâm dĩnh nhi đang ôm một chiếc thùng trắng ở bên ngoài trên mặt lộ ra nụ cười vương tử quân đeo kính đã để sẵn trên xe hắn đẩy cửa đi ra ngoài bây giờ là thời điểm tan tầm giữa trưa người đi như dệt xe cộ không thiếu lâm dĩnh nhi mặc một bộ quần áo màu xanh ra trời thật sự đầy sức sống thanh xuân tiên sinh, lúc này thành phố đông bộ còn nhiều em nhỏ không thể đến trường, mong ngài nghĩ cho các em mà ủng hộ một chút. Lâm Dĩnh Nhi vừa khẽ buông thùng vừa cười nói với một người đàn ông trung niên vừa đi qua. Dưới nụ cười sáng lạn của Lâm Dĩnh Nhi, người đàn ông kia móc ra một tờ 10 đồng bỏ vào trong dương. Nàng cúi đầu nói cảm ơn, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 50